Nay em lên bà ba trước nha các chị ơi. Nay bà ba về sớm, em like sớm cho các chị luôn. Em like bà ba bông áo lẻ trước cho các chị, xong rồi em sẽ xả mẫu cho các chị nha. Em xả một mẫu thiết kế với lại là mẫu dập ly cho các chị. Các chị đang xem cho em xin một nút chia sẻ nha các chị đẹp nhà em. Nay em lên sớm tí xíu nên em nhờ các chị chia sẻ giúp giùm em ha. Để cho chị nào muốn mua bà ba bông thì các chị vào các chị mua. Bông đợt này rất là đẹp luôn. Em chào chị Duy Nguyễn, em cảm ơn chị My Lương đã chia sẻ cho em ạ. Các chị vào cho em xin một nút chia sẻ nha các chị đẹp ơi. Em đang mặc là chất thun cao cấp luôn nha các chị, giống như những lần trước nha, chất vải co giãn 4 chiều rất là đẹp luôn, chất vải rất đẹp nha các chị, mặc co giãn 4 chiều ôm nhẹ mát cho các chị đẹp nhà em nha. Em đang mặc áo này các chị lên giúp giùm em là mã nhí vàng nha các chị đẹp nha em. Bông đợt này rất là đẹp nha các chị, đợt này các chị muốn bông nhí có bông nhí nha. Áo em đang mặc các chị đẹp lên giúp giùm em là mã nhí vàng nha. Nhí vàng kèm size giúp em rất là đẹp luôn. Em cảm ơn chị Võ Ánh, em cảm ơn chị Ngân Trần. Áo rất là đẹp nha các chị, chất vải giống như mấy lô trước em lên cho mấy chị nha. Mấy lô hàng cao cấp hôm bữa đó. Vẫn giá cũ là 90.000 một áo. Lô này em về được có tầm khoảng 300 áo thôi các chị. Từ size 1 đến size 6, size cho các chị từ 45 kg đến 75, 76, 77 kg các chị đẹp nha em mặc vừa.
Mã em đang mặc cái chị đẹp lên giúp em mã nhí vàng nha, nhí vàng. Bà ba em đang mặc giá áo lẻ là 90.000 một áo nha chị Hồng Duy Nguyễn, vẫn y như giá cũ nha chị. Em đang mặc áo này là mã nhí vàng. Cái nhí vàng này ở ngoài các chị nhìn sẽ đẹp hơn nha. Em đứng gần cho các chị xem nè. Ở ngoài nó sẽ có những cái họa tiết rêu nữa, màu rêu lên like các chị không có thấy. Không có thấy rõ cái chi tiết. Rồi chốt em bộ áo em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là nhí vàng. Em lên like luôn nha các chị ơi. Trời ơi, cái áo nhí cam này nó đẹp nè mấy chị. Nhí cam giúp em ha, chất liệu vải nè. Ui da nó mịn á. À, co giãn 4 chiều giúp em nha, rất là mịn luôn. Vải đẹp nha các chị. Rồi chốt giúp giùm em. Co giãn thoải mái, bà ba các chị cứ mặc ôm là chất vải, chất liệu vải này là ok. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí cam. Chốt em mã nhí cam. Dùng nghe sếp ơi. Rồi rồi ok. Rồi rồi, sáng mai có gì sếp gọi nha. Rồi rồi ok. Rồi tiếp tục nha các chị. Ôi ơi. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Các chị lên giúp giùm em là mã đẹp. Bữa nay mấy chị yêu hoa nhí nè. À, đẹp quá trường đẹp luôn, lên giúp em mã này là mã đẹp nha. Cái này mới là mã nhí cam nha các chị. Mã này lên giúp em là mã đẹp nha, mã đẹp. Đậu cái vải gò vô nó ghiền luôn á chị, cái vải vô đẹp lắm. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã nhí tím. Chốt em là nhí tím nha, nhí tím. Chốt em là nhí tím. Rồi hoa nhí là em có bao nhiêu đó. Rồi lên giúp em áo này. Cái này mặc lên là trắng dữ lắm luôn nè. Lên giúp giùm em mã này là mã vàng. Chốt giúp giùm em mã này là mã vàng giúp em nha, mã vàng. Rồi cái này mặc lên là ghiền luôn rồi. Cái này các chị mặc với quần trắng cũng được nha. Lên giúp giùm em là mã vàng. Các chị lên giúp giùm em là mã này là mã gì ta? Sọc cam. Chốt em mã sọc cam. Nhí vàng size số 1m6 67 kg chị Nhân Phan ơi. Chị Nhân Phan có thể là cho em xin cái vòng eo của chị được không? Nếu như mà chị lớn tuổi, eo của chị tầm khoảng 80 trên 88 thì em lấy cho chị là size số 5. Còn nếu mà dưới 88 thì em lấy cho chị là size số 4 nha, để cho chị mặc vừa. Chị cho giúp giùm em cái vòng eo của chị nha. Tại em thấy chị cao á. Chị Lạ người ơi, em không nhớ chị, nói chung là hàng ở bên em là mấy bạn nhà em cứ gọi điện cho mình. Chị muốn giữ đơn thì chị cứ dặn mấy bạn là giữ đơn. Chứ hỏi em là em không có nhớ, em xuống like là em không có nhớ mấy chị dặn em cái gì đâu. Em không phải là người trực tiếp chốt like, chốt đơn. Em chỉ chốt trên live stream cho các chị thôi, xong rồi xuống dưới mấy bạn sẽ gọi điện cho các chị để xác nhận đơn một lần nữa. Các chị muốn giữ đơn hay là muốn như thế nào đó thì nói với mấy bạn. Còn trường hợp chị không bắt máy ở là mấy bạn nhà em sẽ xả đơn nha. Vì em có nhắc mấy chị rồi là mấy chị muốn cái gì thì cứ nói với mấy bạn chốt đơn giùm em, tại bên em là gọi điện được em mới đi đơn, còn gọi không được là em xả trong ngày luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc cam nha các chị, màu cam lên cái sọc lên bông màu tím rất là đẹp luôn nè. Lên giúp em mã này mã sọc cam. Còn giờ hỏi em bộ hồi tối em không biết chị đặt cái gì nữa nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã tím đó chị, lên giúp giùm em mã này là mã tím. Chốt em mã tím. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã xanh dương. Cái nền xanh dương lên cái bông màu tím nè các chị. Chốt em mã này là mã xanh dương nha các chị. Bông đợt này đẹp quá chừng đẹp. Chốt em mã xanh dương. Rồi. Vòng eo 87 size 4 ok chị đẹp, chị đẹp mặc size 4 là đẹp luôn chị Nhân Phan. Em lấy cho chị một cái nhí vàng size số 4. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đỏ. Chốt giúp giùm em là mã đỏ nha, mã đỏ. Xanh dương size số 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Lên giúp giùm em là mã đỏ các chị, mã đỏ. Em đang mặc là nhí vàng ha. Rồi màu này các chị lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Lên giúp giùm em màu này là màu xanh rêu. Đẹp quá, đợt này về màu đẹp đẹp không à. Họa tiết đẹp.
Xanh dương sai số 1 em chốt cho chị lạ người. Đỏ 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Rồi em lên lại một vòng bông cho cái chị nha, một vòng lại nữa xong rồi em mặc lại từng áo cho cái chị xem. Chị Huệ Lê cứ chọn kèm size giúp giùm em này nha. Em lên lại họa tiết nha các chị, em đang mặc là mã nhí vàng. Cái này các chị lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Các chị lên giúp em xanh rêu, lên mã kèm theo size giúp giùm em. Mã này lên giúp giùm em mã đỏ. Mã đỏ giúp em nha, cái áo màu đỏ này các chị mặc với quần đen cũng được, các chị mặc với quần màu đỏ cũng được, mà các chị mặc với cái quần màu trắng vẫn được nha. Áo này nè. Áo là 90.000 một áo. Quần em đang mặc là quần lụa vân gỗ là 80.000. Em có thêm một loại quần thun nữa, chất thun nha, là 55.000. Chất thun cũng rất là đẹp nha các chị. Quần lụa trắng thì em có lụa này, lụa đẹp này thì 90.000 một quần. Còn lụa đen em đang mặc lụa vân gỗ á thì nó là 80.000, còn lụa trắng này là 90 giúp em nha. 95 hay 90 quên bé. 95, quần lụa trắng này là 95. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã xanh dương nha các chị. Em đang mặc là nhí vàng nha, xanh dương. Rồi mã này các chị đẹp lên giúp giùm em là mã tím. Đẹp quá, tím lên cái bông này mấy chị. Chốt giúp giùm em mã này là mã tím nha, mã tím. Rồi, cái cam đẹp chưa các chị? Mấy chị mấy mua cái mua cái bộ màu cam đất này nè, mặc với áo màu cam đi mấy chị. Mặc với cái quần giả váy á, đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em là màu này là màu cam nha, màu cam. Rồi màu vàng. Mã này lên giúp em mã vàng, cái vàng này đẹp lắm luôn nè. Vàng này mặc với quần trắng cũng đẹp nữa nè. Tím 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Cam 3 em chốt cho chị Ngọc Đức luôn. Vàng, lấy luôn cái vàng này đi chị Ngọc Đức ơi, cái vàng này đẹp lắm. Cái vàng này ở ngoài rất đẹp. Rồi, cái này lên giúp giùm em là nhí tím nha. Em có hai mã tím nha các chị, một cái mã tím và một cái nhí tím. 1m64 nặng 63kg cho em vòng eo đi chị Trần Nga ơi. Eo 82, 83 trở lại thì mặc size số 3. Còn trên 83 thì lên size số 4 giúp em nha chị. Rồi lên giúp giùm em cái này là nhí cam ạ. Lên giúp em cái này là nhí cam. Nhí cam với nhí vàng là nó gần giống nhau nha mấy chị. Bông nó giống, họa tiết nó khác thôi. Ở quên cái màu nó khác thôi. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Chốt giúp giùm em mã này là mã đẹp cái chị, mã đẹp. Rồi. Nhí cam size số 3 em chốt cho chị Ngọc Đức. Em là 1m58, em 48kg, eo em là tầm khoảng 65, em đang mặc size số 1 nè các chị. Size số 1 là 50kg, eo tầm khoảng 72, 73 trở lại, cái chị đẹp nha em mặc vừa. Vàng và xanh dương size số 2 em chốt cho chị nghé bóng, ok chị nghé bóng. Rồi, mã em đang mặc là mã nhí vàng nha. Rồi, mã này lên giúp em là mã đẹp các chị, mã đẹp. Vải đằng này đẹp quá chừng luôn các chị ơi, vải nó mịn á. Mịn mà nó mướt rượt mà nó mát lắm, mát lạnh không. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha các chị, mã đẹp. Em tìm mãi mới ra mấy cái bông nhí nhí cho mấy chị nè. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đẹp nha các chị. Chốt em mã đẹp. Rồi, cái này lên giúp giùm em là nhí cam. Chốt em mã nhí cam. Nhí cam ạ. Một áo đỏ size số 5 em chốt cho chị Hồng Duyên Nguyễn. Rồi, chốt em mã nhí cam với chị, nhí cam kèm size giúp em. Có size 6 hết đó chị, em có đầy đủ size nha. Từ size 1 đến size 6 đầy đủ bông, đầy đủ size cho các chị luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí cam các chị, nhí cam kèm size giúp em. Cái lô này là em có đầy đủ cho các chị nha, không có bị thiếu. Không có bị thiếu size chứ không có thiếu bông.
Rồi lên giúp giùm em mã nhí cam cái chị, nhí cam đẹp quá. Rất đẹp luôn nha. Rồi nhí cam. Chị Trịnh Kim Liên, cọc cạc giúp em rồi chốt đơn nha chị đẹp. Cho chị một cái áo màu vàng nữa size số 4 chị Huệ Lê. Em chốt cho chị Huệ Lê một cái màu vàng size số 4 với một cái màu đỏ size số 4 nha chị. Của chị cái vàng với cái đỏ. Rồi lên giúp giùm em mã này. Mã này mã nhí cam giúp em với chị, nhí cam. Cho chị, cho chị. Chị của chị hai cái này nha chị Huệ Lê ơi. Cái này cái vàng, cái này là cái đỏ nha chị. Rồi hai cái size số 4 em chốt cho chị. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí cam đi các chị, nhí cam. Rồi cái này là nhí tím ạ. Đẹp quá. Chốt em mã nhí tím với chị. Nhí tím nha, nhí tím. Này ăn gì mà nó không tiêu hay sao ta? Nhí vàng size số 6 em chốt cho chị đờ xanh sai. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã nhí tím với chị, nhí tím kèm size giúp em, chất liệu vải nè các chị. Đẹp lắm nha. Rồi chốt giúp giùm em, mã này là mã nhí tím à, nhí tím kèm size giúp em. Rồi cái này là xanh dương. Xanh dương rất là đẹp nha các chị, xanh dương lên cái bông màu tím đẹp quá đẹp luôn. Lên giúp em mã xanh dương. Tiêu huy hiệu rồi hả? Mất tiêu huy hiệu phanh cứng rồi. Nó thay đổi liên tục hả em ơi? Rồi lên giúp em mã xanh dương. Rồi cái xanh dương này đẹp nè mấy chị. Rồi lên giúp em mã xanh dương cái chị đẹp nha em. Xanh dương kèm size giúp em nha. Từ size 1 đến size 6. Size 45kg đến 75kg cái chị đẹp nha em mặc vừa. Rồi chốt em mã xanh dương. Xanh dương size 3 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Rồi chốt em mã đỏ luôn á chị, mã đỏ này. Đẹp lắm. Đỏ này các chị mặc với quần đỏ cũng được, mặc với quần trắng cũng ok nha. Mặc quần đen cũng ok luôn, mặc mấy cái này chị, các chị dễ mặc lắm. Để em mặc thử quần trắng vô cho chị xem. Quần lụa trắng em đang mặc là 95.000 cái. Xanh dương size số 6 em chốt cho chị đờ xanh size. Rồi lên giúp giùm em mã này cái chị. Mã đỏ giúp em. Lên giúp giùm em là mã đỏ nha, mã đỏ. Đỏ hai em chốt cho chị Hoa Lê. Quần khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn chị cứ nói với mấy bạn lấy quần nha chị. Màu xanh dương chứ không có nhí xanh nha chị đẹp ơi, 63kg. Rồi size số 4 em chốt cho chị Huyền Hương. Ngày mai bên em mấy bạn gọi điện chốt đơn xong rồi mấy bạn sẽ báo giá tiền cho chị luôn nha. Không có bộ màu, không có bộ màu nha chị Linh Mỹ ơi, bữa nay em về áo lẻ nha chị. Bà ba bữa nay em về áo lẻ nha.
Áo em lẻ là cái này là em bán áo lẻ nha cái chị, ta 90 ngàn một áo. Còn quần á là em có hai loại, quần lụa trắng em đang mặc á là 95 ngàn một cái, rồi quần lụa màu đen vân gỗ á là 80 ngàn, rồi em có quần lụa thun, ủa quên, em có quần thun là màu đen không à, là 55 ngàn. Cái chị mua áo không cũng được, hoặc là cái chị muốn mua hai ba áo một cái quần gì cũng được luôn. Nhưng mà quần thì khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn, các chị cứ nói với mấy bạn, rồi mấy bạn sẽ tư vấn quần cho các chị nha. Ở bên em á, là em không có nhận sỉ các chị, em không có nhận sỉ. Còn ví dụ như các chị muốn sỉ bà ba thì các chị cọc giúp giùm em nha. Chuyển cọc giúp giùm em 200 ngàn, hoặc là cọc kẹt điện thoại. Rồi các chị chọn ở trên like thì em chỉ bớt cho các chị cái giá sỉ so với cái giá lẻ. Trên cái áo bà ba này là bớt được 20 ngàn một áo. Rồi các chị cứ chọn giùm em nha. Em sỉ là em sỉ từ 30 áo trở lên mới được tính giá sỉ, còn dưới 30 áo là vẫn tính giá lẻ bình thường. Còn bình thường em sỉ là em không có tách ra. Mấy chị muốn lựa thì mấy chị lựa ha. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị. Em mới vừa báo giá xong đó các chị. Áo lẻ là 90 ngàn một áo. Các chị mua áo không cũng được. Quần là em có 3 loại. Quần lụa trắng là 95 ngàn một cái. Quần lụa đen vân gỗ như em đang mặc là 80 ngàn. Rồi quần thun thì em có màu đen thôi nha, quần thun là em có màu đen không à, không có màu trắng, là 55 ngàn một quần. Rồi ok cái chị mua áo không cũng được, cái chị muốn mua thêm quần thì cái chị nói với các bạn chốt đơn. Ok ha. Áo chất liệu vải là em bao đẹp cho cái chị luôn nha, vải nó rất là mịn và nó rất là đẹp luôn. Rồi cái vừa em mới cởi ra là màu đỏ, màu này cái chị lên giúp giùm em là màu xanh rêu. Ồ nó đẹp nè cái chị, màu xanh rêu giúp em nha. Áo bà ba bông là cái chị mặc á, là nó phải nổi nha, cái nền áo nó phải nổi lên nó mới đẹp. Riêng áo bà ba bông không có kén nha cái chị, áo bà ba không có kén tuổi, không có kén tuổi, trẻ cái chị mặc cũng được, lớn tuổi cái chị mặc cũng được luôn. Đừng có lớn tuổi mà cái chị cứ chọn màu tối không, cái chị mặc màu sáng đi, tại vì khi cái chị mặc chung với cái quần đen là cái áo của mình nó tự động nó sẽ nhu lại nha. Áo bà ba bông đừng có sợ mặc màu sáng. Mặc màu sáng nhìn mình nó mới trẻ ra cái chị. Chứ mình áo bà ba, mà áo bà ba là rất là dễ mặc. Con nít mặc cũng được đúng không? Gọi là bà già mặc cũng được. Nam mặc cũng được mà nữ mặc cũng được. Ốm, mập, lùn, cao, nói chung là chấp bất cứ cái gì mặc vô cũng đẹp hết nha. Rất là đẹp. Chị Nhân Phan một cái áo màu đỏ, hồi nãy em chốt cho chị là size 4 đúng không? Một cái áo màu đỏ size số 4 cho chị Nhân Phan. Rồi màu em đang mặc cái chị đẹp chốt giúp giùm em là màu xanh rêu. Cái áo bà ba của mình nó thần kỳ như vậy đó mấy chị. Áo gọi là bất chấp mọi hình là mọi cái dáng dấp luôn ha, mọi thời đại luôn, thời đại nào mặc cũng ok hết trơn, từ hiện đại cho tới là xưa cũ gì cũng ok, mặc cái áo bà ba lên là dán lên là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu xanh rêu, đẹp quá nè mấy chị, màu xanh rêu nha, em đang mặc là màu xanh rêu. Chất liệu vải là co giãn 4 chiều, thấm hút mồ hôi, cái chị mặc rất là mát, rất là dễ chịu nha. Nè, áo bà ba cái chị mặc ôm nó mới dễ chịu, ủ ôm nó mới đẹp, nó mới tôn được cái dáng. Chị nào mà hơi thấp người á thì về lên like giùm em. Áo này cái chị lên like thoải mái nha, không có bị xấu, không có bị gì trơn á. Mét 60 mấy là cái chị mặc ok luôn nha các chị, không có sợ bị ngắn. Áo và ba màu nguyên bộ em hết hàng rồi chị. Màu đỏ cho chị Nhân Phan rồi. Chị ơi chị lên số điện thoại một lần thôi. Chị Nhân Phan ơi em còn số điện thoại của chị. Ủa chị số điện thoại của chị là 32 cuối hay là 42 cuối? Số điện thoại nào mới đúng chị Nhân Phan ơi, để em bấm bill em lưu lại chị. Hồi nãy chị cho em là 32, bây giờ em thấy 42 nè. Rồi chị Huyền đổi đổi lại. Xả cái màu xanh dương lấy cái màu xanh rêu. Rồi chốt giúp giùm em màu này nha cái chị, màu xanh rêu giúp em.
Số nào mới đúng chị? 90.000 một áo chị, 90.000 một áo lẻ. Còn các chị muốn mua quần thì ngày mai nói với bạn mấy bạn nhà em, mấy bạn nhà em tư vấn cho. Quần là em có quần trắng 95.000, quần lụa đen em đang mặc là lụa vân gỗ là 80.000. Rồi quần thun đen thì là 55.000 nha, nó có ba giá. Rồi ok chị. Đổi lại chưa bé Thị? Đổi số điện thoại lại chưa? Thành 42 cuối á. Chị Nhân Phan ơi, chị viết cái số điện thoại, chị bỏ cái dấu sẹt giùm em được không chị? Viết lại giùm em cái số điện thoại không được không? Em chưa lưu được cái số của chị. Bỏ cái sẹt giùm em nha chị, để có gì em kiểm tra đơn cho nó dễ. Rồi màu này lên giúp em màu tím đi các chị, màu tím. Một mét sáu 75 kg, mặc size số 6 chị Thanh Lê. Rồi em cảm ơn chị Nhân Phan rất là nhiều. Một mét sáu 75 kg, mặc size 6 giùm em là đẹp. Rồi chốt giúp giùm em áo này cái chị, mã này lên giúp em mã tím ạ, mã tím. Cũng vậy hả? Em bấm đi, chị bấm hết gà đó. Rồi lên giúp giùm em mã tím nha các chị, mã tím ạ. Bông nào cũng đẹp hết chứ chị. Không có áo bà ba màu. Bữa nay em về áo bà ba bông lẻ, màu em hết hàng rồi. Bông dễ mặc nha các chị. Chị nào mà trẻ, lớn tuổi gì các chị mặc áo bông nó sẽ ok hơn là áo màu. Áo màu rất là kén nha, áo màu chứ kén mặt hơn là áo bông. 71 kg, 71 kg, cô bao nhiêu tuổi rồi cô Thanh Lê ơi? 71 kg mà eo tầm khoảng 93 trở lại thì mặc giúp dùm con là size 5. 71 kg mà eo 93 trở lại thì mặc size số 5, còn trên 93 thì lên size số 6. Đo dùm con cái eo nha, đừng có đo cái bụng nha. Màu cam đi các chị. Chốt em mã cam. Cam đẹp quá chừng đẹp. Cam 2 em chốt cho chị Hoa Lê. Áo bà ba là cái chị mặc càng nổi là càng đẹp nha các chị. Áo bà ba bông mặc nổi lên nó mới đẹp. Rồi đó cô canh giùm con đi cô. Eo con đã nói cho mình luôn rồi đó. Mình lớn tuổi thì mình lên size số 6, mình mặc cho nó thoải mái. 71 kg rồi con nghĩ cô lên size số 6 đi, size số 5 coi chừng cô mặc không vừa á, tại vì số 6 là tại vì thường á là mình lớn tuổi là thịt da của mình nó sổ. Nên là khi mà mình mặc á là mình cần cái số lớn nó gặm mặc vô cho nó thoải mái. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu cam nha các chị, chốt em mã cam ạ. Cam kèm size giúp giùm em, từ size 1 đến size 6. Chốt em mã cam. Rồi cuối cùng là mã vàng là em hết nha. Cái này có mấy bông quên, mấy thể 10 bông hả? Em có tổng cộng là 10 bông cho các chị nha, 10 bông. Rồi cái màu vàng này nó đẹp các chị ơi. Màu cam với màu xanh rêu size số 2 em chốt cho chị Thị Lan. Rộng thì nhấn bên vô giùm em nha chị Ngân Hoàng. Rộng thì nhấn bên vô giùm em chị. Cái đó là nó phụ thuộc vào cái bên thôi. Em có bốn cái bên, hai bên trước hai bên sau, nhấn vô là cái form của mình nó ôm vô. Rồi chốt giúp giùm em nha các chị. Xanh dương size số 2, đỏ cam size số 2 cho chị Anh Phương Đòn.
Rồi chốt giúp giùm em cái này nha các chị. Mã em đang mặc mã vàng, các chị đẹp chốt giúp em mã vàng. Cái vàng này đẹp quá đẹp luôn. Vàng này mặc với quần trắng đi các chị, mặc với quần trắng cũng đẹp mà mặc với cái quần màu vàng nhạt nhạt á các chị. Các chị có cái quần màu vàng nhạt nhạt đó các chị mặc lên nó cũng rất là đẹp ha. Này dễ mặc, lên giúp em mã vàng đi các chị đẹp nhỉ. Rộng thì nhấn bên vô giúp giùm em đi chị Ngân Hoàng ơi, chứ em không biết là chị mặc size 4 được hay không ha. Nếu mà rộng không có gì, bình thường chị mặc ở bên em là size số 5. Mà cái đó nó form nó rộng hơn một tí xíu thì mình nhấn bên nhiêu là mình mặc vừa rồi. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng đi các chị đẹp, mã vàng ạ. Chứ giờ chị hỏi em mặc size số 4, em không biết là chị mặc vừa hay không, tại bình thường chị mặc bên em vẫn là mặc size số 5 đúng không? Rồi chốt em màu vàng nha các chị, eo 87 mặc size 4 chị Putin Trần. Eo 90 là mặc size số 5 cô Thanh Lê. Rồi con chốt cho cô Thanh Lê một cái áo ba size số 5. Hồi nãy là cô chốt mã gì vậy cô? Cô Thanh Lê chưa có lên mã màu tím hả? Màu tím cô lên giúp giùm con số điện thoại nha cô ơi. Con lấy cho cô một cái tím size số 5. Cô lên giúp giùm con số điện thoại nha. Chị Ngân Hoàng ơi, em đã tư vấn cho chị rồi đó. Bình thường chị mặc ở bên em size số 5 thì chị mặc vừa. Bây giờ đó là cái form này nó rộng hơn một tí xíu thì chị mặc size số 5 nó hơi rộng thì nhấn bên lại giúp giùm em. Chị đẹp nha, còn chị muốn đổi xuống size số 4 thì chị gửi lại đi rồi em đổi lại cho. Chứ bây giờ em không biết chị mặc được hay không, em không có biết. Form đồ thì em có tư vấn cho cái chị rồi đó. Form đồ không phải là, tại vì xưởng thứ nhất là tùy theo cái gập mỗi một mẫu khi mà em ra cho cái chị là em phụ thuộc vào cái chất liệu vải và kèm theo là cái mẫu nữa. Ví dụ như chất liệu vải đó nó co giãn nhiều, em sẽ may cái form nó hơi ôm tí xíu cho cái chị mặc cho nó dễ ôm cho nó đẹp. Còn cái chất liệu vải mà nó co giãn ít thì em may cái form nó sẽ rộng một tí xíu để cho cái chị đẹp nhà em mặc. Còn ví dụ như tạng người, có một số chị tạng người là lửng lửng ở giữa size 4 và size 5 á. Có nhiều chị size 4 mặc chật mà size 5 mặc nó rộng thì không biết canh như thế nào. Thì bây giờ chị muốn đổi lại size 4 thì chị gửi lại cho em, chứ em không biết chị mặc được hay không. Nhưng giờ hỏi em đâu có phải là thần thánh đâu mấy chị, mà em biết là ừ cái bộ đó chị mặc được. Nếu em biết chị mặc được thì em đã gửi cho chị ngay từ đầu luôn rồi, em đâu có tư vấn cho chị làm chi mà chị lấy lên size số 5. Mà em đã nói với chị rồi, cái đồ chỉ cần đi nhấn bên lại giúp giùm em thôi, hai cái bên trước hai cái bên sau nè. Đồ nó phụ thuộc vào cái bên thôi. Ví dụ như cái chất liệu vải đó nó co giãn ít, em sẽ dặn thợ, ừ chị cái bộ này chất liệu vải nó co giãn ít tí xíu, chị nhấn nhã nhẹ cái bên ra giùm em là nhấn cái bên cạn lại thôi. Còn rập á, thì đa số là em lên á, là nó cũng xem với nhau chứ nó không có chênh lệch nhau nhiều nha. Rồi còn chị muốn đổi lại thì chị gửi lại đi, chị không muốn sửa thì chị muốn đổi lại chị gửi lại đi rồi em đổi. Còn cái trường hợp em hỗ trợ đổi hàng cho cái chị là chỉ có hai trường hợp là hàng bị lỗi và hàng bị chật. Chật thì không có nới ra được, nhưng mà rộng thì mình bóp vô được nha. Đó. Rồi, mấy chị cứ suy em chị cứ suy nghĩ đi rồi để cho em bán hàng nha. Ok nha chị. Một vàng với một cam eo 82 size 3 cho chị Nguyễn Mai. Áo chất liệu vải thun chị nha, thun cao cấp co giãn 4 chiều giúp giùm em. Áo bà ba giá 90 ngàn một áo, chị Thi Hồng vẫn y giá cũ nha chị. Rồi con thấy số điện thoại của cô Thanh Lê. Cái gì bé? Chị Nguyễn Mai khách mới lên giúp giùm em cân nặng chiều cao và kèm theo giúp giùm em số điện thoại luôn chị Nguyễn Mai. Nặng 58 kg eo 82, ok mặc size 3 nha chị, lên giúp em số điện thoại. Một cái vàng 4 cho cô Vân. Em tư vấn cho cái chị, nó chỉ nằm ở mức tương đối thôi các chị.
chứ em không có thấy cái chị ở ngoài. Nhiều khi đồ mà mình đi thử trực tiếp, mình đi may nó còn gọng chật, huống chi em chỉ là một cái người phàm bình thường, một đứa bán hàng, một ngày tư vấn cỡ chừng 200-300 chị, 200-300 chị ha, thì không thể nào mà 10 chị chuẩn hết, mà 200-300 chị đó chuẩn hết được đó. Nên là cái chị đôi lúc cái chị cũng phải có rộng có chật một tí xíu. Thì ok, muốn đổi gửi lại em đổi cho nha. Rồi, nếu như mà chị Ngân Hoàng muốn muốn biết chị mặc size 4 được hay không, thì bây giờ chị đo cái vòng eo giùm em là cái thứ nhất. Đo giúp em cái vòng eo, eo 87, 88 trở lại là mặc cái áo này được nha, mặc áo này size 4 được, form này là form MI, form ôm đó, không có rộng. Rồi, eo 87, 88 trở lại là mặc size số 4. À, thứ hai nữa là chị cho em xin cái chiều cao của chị lại nha. Rồi, cái thứ ba nữa là tạng người của chị là gọn người. Chị gọn người hay là chị tròn người? Đó thì em biết. Rồi em sẽ trả lời cho chị nha. Quần trắng em đang mặc là 95 ngàn một cái, nó là quần lụa. Nó là quần lụa cái chị. Tại vì hai chị mà cùng một cân ba người, em ví dụ ba người cùng một cân nặng, cùng một chiều cao. Nhưng mà ba người đó là mặc ba size khác nhau cái chị. Ba người mặc ba size khác nhau, không có giống nhau, tùy theo tạng người nha. Mình chỉ có một thôi mấy chị, không có giống ai hết trơn á, nên là mình mặc theo cái size của mình, theo cái form của mình nha. Rồi, áo em đang mặc là màu vàng. Em thấy số điện thoại của chị Nguyễn Mai nha. Em tư vấn cho cái chị là rất là kỹ luôn rồi đó. Mấy chị phải biết cái vòng eo của mình. Rồi, cái eo đo giùm em cái eo nè mấy chị nha, cái eo là trên cái gúng. Trên cái gúng dưới cái chân ngực của mình, chỗ cái nhỏ nhỏ này nè, gọi là cái eo giùm em nha. Lấy cái thước dây chồng qua cái eo. Có nhiều chị là đo cái eo mà đưa xuống cái gúng, mà từ cái gúng trở xuống là cái bụng. Đừng có đo cái bụng không có quan quan trọng. Chủ yếu là cái eo với cái ngực ở trên này nè. Ừ, em không biết đâu nha chị Ngọc Bích ơi, em chỉ bán mặc với áo bà ba thôi, chị còn mặc với áo dài được hay không em không có biết nha. Nó là lưng thun nha chị. À, em bán được tới em bán là mặc với áo bà ba thôi, còn chị muốn mặc với áo dài hay áo gì là cái đó là chuyện của chị nha. Sáu bảy ký mà tròn người hả chị ơi? Bây giờ thôi chị Ngân Hoàng ơi, bây giờ chị nếu như mà chị được á thì là chị ngày mai chị có đi chợ đó, chị mua giùm em sợi thước dây đi rồi chị đo lại giùm em đi chị. Chứ bây giờ của chị á, chị mua bên em mấy lần rồi xong tự nhiên bây giờ có cái đã em nói trước rồi là cái lô hàng cách tân á, cái lô hàng cách tân hôm bữa em bán cho mấy chị là cái lô đó là cái form nó thoải mái, cái form nó rộng, còn cái form bà ba này là form ôm bình thường nha. Bình thường chị mặc bên em size số mấy vừa rồi, bỏ qua nha chế ơi, chế làm em gói quá cái size của mấy chị mà mấy chị còn không nắm nữa thì em cũng bó tay. Nói em tư vấn đến mức độ như vậy mà mấy chị còn không biết nữa thì bây giờ mấy chị làm cách nào đó mấy chị biết cái size đi rồi mấy chị chốt. Em 1m58, em 48 kg, eo em là 65. Em đang mặc cái này là size số 1, size số 1 là 50 kg, eo 72 trở lại mặc vừa. Đó, em canh cho cái chị tới cái mức độ như vậy luôn mà mấy chị còn không được nữa thì em không có chốt cho mấy chị được đâu. Chốt về nó công là mấy chị đẹp nha, em mặc rộng mặc chật mấy chị lại cảm thấy rất là khó chịu nha, tại mình mua một cái đồ về mình mặc không vừa nó bực bội lắm. Đó, thà, mấy chị tự chọn đi rồi khi nào mà mấy chị biết chính xác mấy chị quyết định ừ mình lấy về. Mình lấy số 4 thì có thể là mình mặc chọt thì mình nhả ben ra tí xíu. Còn nếu mặc vừa thì thôi, còn nếu số 5 cũng vậy. Ôm hơi rộng tí xíu thì mình nhấn ben vô. Nếu mà tâm lý của mấy chị thoải mái, mấy chị dễ thì mấy chị chốt size rất là dễ. Còn mấy chị khó, mấy chị yêu cầu là phải vậy 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 phải vừa 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 hết cho mấy chị á thì em cũng không biết đường em chốt đơn cho mấy chị luôn, không dám chốt. Rồi, ok nha.
58 kg eo 86 là mặc size số 4 đó chị Dương Yến. Nếu mà chị Dương Yến 1m50 là về cái áo này chị lên like giùm em nha. 1m50 là áo này về lên like. Áo này cái chị lên like bình thường, không có bị mất form, không có gì hết. Cứ lên cái like giùm em, lên 3-4 phân vẫn bình thường nha. Lên 3-4 phân cái áo nó vẫn đẹp bình thường, không có bị mất form ở đâu hết nha các chị. Em cảm ơn chị Giao Quỳnh rất là nhiều. Lấy em một áo đang mặc đừng chốt áo đang mặc chị Trâm Hoàng Anh ơi. Chị Trâm Hoàng Anh khách mới lên cân ở khách cũ hả? À, khách cũ thì là chị cho giúp giùm em cái mã áo nha. Em đang mặc áo này là mã đẹp. Chốt em mã đẹp rồi. Cho em ngồi xíu đi mấy chị, nói quá trời nói luôn. Quần đen em đang mặc là lụa vân gỗ chị, lụa vân gỗ hiện tại em chỉ còn được size 1, size 2 và size 3 thôi. Đúng không em? Em còn được 3 size, size 3 là tầm khoảng 60 62 kg trở lại mặc vừa đó. Là lụa vân gỗ em còn được 3 size là 80.000 một cái. Quần lụa trắng thì em còn đủ size cho cái chị là 95.000, là em có đầy đủ size tới 70 mấy ký chị mặc vừa luôn. Quần thun thì em chỉ có màu đen thôi, quần thun là 55.000. Là em cũng còn đủ size cho cái chị nha, từ size 1 đến size số 6 luôn, tới 75 77 ký chị mặc được luôn. Đẹp 4 em chốt cho chị Hiền Lê, đẹp đẹp 1 em chốt cho chị Trâm Hoàng Anh. Mấy chị mua ở một cái tư thế mà các chị mua thoải mái á, em tư vấn em chỉ cần nói như thế thôi là các chị biết cái chị mặc cái size nào luôn đó. Không có cần lăn tăn đâu các chị. Tại vì áo này á, là chất lụa thun nữa nó co giãn rất là nhiều. Mà em may cho các chị là thun xịn nữa nó co giãn nhiều lắm, co giãn 4 chiều luôn á. Dạ con nghe cô. Dạ vừa 63 kg. Mấy cái hôm bữa con gửi cho cô size 5 là cô mặc có rộng không? Hơi rộng. Hơi rộng là bộ này, cái áo này cô lấy size 3, size 4 thôi cô. Dạ dạ rồi. Quần khi nào các bạn nhà em gọi điện chốt đơn á, các chị cứ nói với mấy bạn lấy quần giùm em nhé. Cho cô tí một cái áo mã đẹp size số 4 nha. Chị Trần Thu mã đẹp size số 4 em chốt cho chị Dương Yến nè. Cái chất liệu vải nè, bây giờ á ví dụ như chị lấy size 4 về có ôm thì chị nhả nhẹ cái ben ra nha. Nhưng mà em nghĩ là nếu mà chị diễn tả như vậy thì áo bà ba này chị mặc size số 4 thì nó ôm, còn size 5 thì chị mặc nó sẽ thoải mái đó. Rồi nha, vậy thôi à. Chị kêu nó cho cô bông nhỏ, cô thích bông không thích bông lớn, cô mập lắm. Cô Thanh Lê đây, bông nhỏ thì con lên nè, bông nhỏ bông nhí vậy là nó đã nhỏ lắm rồi nè cô. Cô cứ tự chọn đi nha, cô chọn bông nào thì con chốt cho cô bông đó. Dạ chị Hoa Lê, quần không có phụ thuộc vào size nha. Quần size 1, size 2, size 3 là nó sẽ cùng một cái chiều dài. À, size 4, size 5, size 6 là nó sẽ cùng một cái chiều dài. Tại vì 4, 5, 6 là mấy cô với mấy chị thường có cái mông á, nên là mặt nhiều khi nó giật lên tí xíu thì nó dài hơn tầm khoảng 1cm hả chị. Còn chiều dài là em may y vậy ha. Riêng về quần lụa hoặc quần thun thì cái chị cứ yên tâm, quần em may cho cái chị cái chất nó dài lắm. 1m6 mấy cái chị mặc vẫn được. Em là 1m58 là em mặc cái quần này là size số 1 hay size số 2 gì nè, size số 2 nè. 1, 2, 3 là nó cùng một chiều dài đó chị. Nó chỉ khác nhau cái chiều ngang thôi nha. Đó, mặt còn lết vết ở dưới vậy nè. Nên là yên tâm nha các chị. Mã đẹp size số 4 cho chị bé Thảo. Mã đẹp size số 1 cho chị Trâm Hoàng Quỳnh rồi nha chị ơi. Đúng không bé? Em chốt cho chị rồi đó chị Trâm Hoàng Quỳnh. Rồi mã em đang mặc là mã đẹp nha các chị. Em dơ bông lên nè. Em dơ lại cho các chị một lần nữa nha. Nhí vàng, cái nhí vàng này ở ngoài rất là đẹp các chị. Chốt em mã nhí vàng. Em tư vấn cho các chị là em tư vấn nhiệt tình lắm. Em tư vấn về cái chị mặc đẹp, mai mốt cái chị mới quay lại cái chị mua nữa nha. Nên là em tư vấn vậy, cái chị tư vấn phụ em đi.
cái chị lấy phụ em đi. Ừ, cái style của mình với cái form người của mình sao sao là mấy chị hiểu hơn đó, mấy chị cứ lấy rồi lên giúp giùm em mã nhí tím, chốt em mã nhí tím. Bông con mặt hả? Bông con mặt là mã đẹp, mã đẹp xe 6 cho cô Thanh Lê. Ủa xe 5 chứ lộn, mã đẹp xe 5 cho cô Thanh Lê nha. Nhí vàng xe số 1 em chốt cho chị Trâm Hoàng Quỳnh. Rồi mã này các chị lên giúp giùm em là màu xanh dương nè. Rồi cái bông cái bông màu xanh dương này là các chị mặc, các cô mà lớn lớn tuổi tí xíu cô mặc cái bông này là con bao sang luôn. Cái bông màu xanh dương này đẹp dữ lắm, đẹp. Lên giúp em màu xanh dương các chị, màu xanh dương. Mã đẹp xe số 4 cho cô Vân. Rồi mã đỏ. Đỏ này mấy cô mặc để dành đi ăn tân gia ha. Đi ăn tân gia đi chụp hình, đi ăn đám cưới, đám hỏi gì đó. Như quê đó, mặc mấy cái này nè, đẹp lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ nha các chị, mã đỏ. Xanh dương xe số 1 em chốt cho chị Trâm Hoàng Quỳnh. Xanh dương xe số 4 em chốt cho chị Hiền Lê. Rồi mã này mã tím giúp em ạ. Mã tím. Hoa rất là đẹp, riêng về bà ba là chị Tư con lựa cho, chị Tư chỉ lựa gốc cái bông rất là kỹ nên là mấy chị với mấy cô cứ yên tâm ha. Rồi lên giúp giùm em mã này nha các chị, mã này lên giúp giùm em là mã tím. Mã tím, mã đỏ xe số 1 em chốt cho chị Trâm Hoàng Anh. Alo dạ Diệu nghe ạ. Alo dạ Diệu nghe ạ. Rồi nói đi chị, em nghe chị. Có phải là mình đang lai hàng không nhỉ? Dạ em đang lai áo bà ba lẻ đó chị. Áo bà ba lẻ đó. Dạ em đang lai áo bà ba lẻ đó chị. Em là trang hàng đẹp giá rẻ chị ơi. Hàng đẹp giá rẻ là Cần Thơ đúng không? Dạ đúng rồi chị. Chị đang coi trên Facebook hay là chị đang coi trên YouTube vậy chị? Trên TV là chị đang coi cái live cũ của em rồi đó. Chị coi đi rồi chị ghi lại cái mã đồ, cái giá tiền giúp em ha. Rồi có gì chị gọi lại cho em. Tại vì em đang live, em không có nói chuyện được với chị nhiều. Chị đang muốn mua cái bộ giả váy màu đỏ đậm ấy thì chị cân nặng và chiều cao bao nhiêu chị? Chị mặc size số 3. Size số 3 em hết màu của chị rồi. Size số 3 hiện tại quần giả váy em chỉ còn cái màu hồng da thôi chị. Rồi chị cứ coi tiếp đi chị, rồi có gì em tư vấn lại cho chị sau nha. Tại vì em đang like, em không có nói chuyện với chị nhiều. Em còn màu hồng da, duy nhất màu hồng da size số 3 nha. Dạ. Dạ. Màu đỏ đó không có. Trời ơi, đã nói còn màu hồng da mà cứ hỏi em cái màu đỏ, màu vàng gì. Rồi, tiếp tục nha các chị. Mã đỏ size số 4 con chốt, ủa quên, size số 5 con chốt cho cô Thanh Lê nha. Chị Sài Gòn Phượng. Chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em. Nha, chụp hình gửi qua tin nhắn giùm em rồi em xử lý đơn cho mình. Áo bà ba lẻ là 90.000 một áo nha chị Lành Lê ơi. Em đang mặc là 90.000. Nhí tím size số 4 cho chị Mai Cao. Mã đẹp size số 2 cho chị Thu Đinh. Hả? Gọi hai số đều nhầm hết hả? Em tra trên hệ thống coi có đơn nào đi chưa? Trên Viettel có đơn nào đi được chưa? Của chị Thu Đinh. Dạ em cảm ơn chị Hoa Lê rất là nhiều. Rồi chị Thu Đinh cho kỹ em lại số điện thoại đi. Số điện thoại của chị là ok chưa chị ơi? Em thấy có hai, chị cho em hai số nhưng mà số nào cũng là đàn ông bắt máy hết trơn á, không phải số của chị. Mã đẹp với mã xanh dương xe số 6 em chốt cho chị Phương Liên Vũ. Áo 90.000 một áo với chị. Cho kỹ số điện thoại giúp giùm em một lần chị Thu Đinh ơi. Xanh dương xe số 2 cho chị Thu Đinh. Đơn này ngày mai bên em sẽ gọi điện chốt đơn nha các chị. Đơn gọi điện chốt được em mới đi nha. Không chốt đơn được em không có đi đơn.
Màu xanh dương chị bấm bill rồi đúng không em? Xanh dương size số 4, xanh riêu size số 4 em chốt cho chị Thương Hoài. Rồi cái này các chị lên giúp em mã xanh riêu đi các chị. Đẹp quá đẹp luôn. Rồi xanh dương size số 2 cho chị Thu Đinh luôn. Chị bấm số điện thoại một lần chính xác giúp giùm em là được rồi chị. Không cần phải những cái bình luận sau mình còn phải cần phải bấm nữa. Chị bấm nhiều lần nó bị sai đó. Tại vì em lưu là cái lưu trên cái bình luận mới nhất của chị nha, hệ thống nó lưu cái bình luận mới nhất nên là chị bấm một lần giúp em thôi. Xanh riêu size số 1 em chốt cho chị Trâm Hoàng Quỳnh. Mã đẹp chị Nguyễn Mai, hồi nãy là chị Nguyễn Mai mặc size số mấy đây, size 3. Rồi mã đẹp size số 3 cho chị Nguyễn Mai. Rồi số điện thoại của chị Thu Đinh nè, bé chị đọc lại em coi thấy đúng không? 0942 115 939 đúng không? Size số 3. Chị Thu Đinh ơi, số điện thoại của chị là 0942 hay là 0943? Của chị 0942 là 0943 chị. Rồi màu này lên giúp em màu cam đi các chị. Sọc cam, chốt em mã này mã sọc cam ha. Sọc cam rất là đẹp luôn. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị. Cái chị bấm nhiều khi nó dính số 2 với số 3 nó lộn, nó coi kỹ lại giúp em chị. Mã này lên giúp giùm em là mã cam các chị, nhí cam. Chốt em mã nhí cam nha, nhí cam. Chốt em nhí cam ạ. Sọc cam xe số 1 cho chị Trâm Hoàng Quỳnh. Rồi số điện thoại đúng của chị nha, em đọc lại một lần nữa nha. 0942 115 939. Rồi em lưu số này nha, chị đừng có bấm cái số điện thoại lại nữa, nó bị sai nha chị. Nhí cam xe số 1 cho chị Trâm Hoàng Quỳnh luôn. Rồi tổng cộng là em có 10 họa tiết cho các chị nha. Em đang mặc là mã đẹp nha các chị. Em dơ lại cho các chị một lần nữa nha. Nhí cam nè các chị. Cái chất vải là em bao xịn cho mấy chị luôn nha nè. Co giãn thoải mái. Giải này các chị mặc đó là sướng hơn cái giải von, giải gấm rất là nhiều mà nó đẹp hơn nữa mấy chị. Lên giúp giùm em. Mã này là mã nhí cam. Rồi em có nhí vàng cho các chị đẹp nhà em luôn. Chốt em mã nhí vàng ha, nhí vàng. Rồi em có nhí tím. 90.000 một áo nha các chị. Quần là em có 3 loại. Quần lụa trắng là 95.000, quần lụa đen vân gỗ là 80.000. Quần thun em có màu đen thôi là 55.000. Rồi chốt em mã này mã nhí tím. Chốt em nhí tím nha. Xanh dương các chị đẹp nhà em ơi. Chốt em mã xanh dương. Xanh dương giúp em nha, xanh dương. Rồi áo này là màu đỏ. Cái nào cũng đẹp hết các chị. Màu đỏ lên cái bông riêu nè. Đẹp chưa? Chốt em mã đỏ. Rồi lên giúp em mã này là mã tím. Chốt em mã này là mã tím các chị. Mã tím. Ờ, còn cái màu vàng nữa chứ. Màu vàng. Lên giúp em màu vàng. Cái màu vàng này đẹp xuất sắc luôn. Màu vàng này các chị mặc lên trắng dữ lắm luôn nè. Trắng da lắm. Vàng này các chị mặc với quần đen cũng được, mặc với cái quần màu vàng cũng được, mặc với cái quần màu trắng cũng ok luôn. Tím một cho chị Trâm Hoàng Anh. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã vàng luôn nha các chị, mã vàng. Rồi cho chị Trâm Hoàng Anh hai cái luôn, một cái tím một cái vàng luôn. Xe số 1. Rồi xanh riêu các chị đẹp nhà em ơi. Chốt em mã xanh riêu. Rồi sọc cam giúp em ha. Em đang mặc là mã đẹp. Vàng size số 4 em chốt cho chị Dương Yến. Vàng 3 em chốt cho chị Kiều Anh Nguyễn. Rồi, cái chị muốn em mặc lại bông nào thì em mặc lại cho các chị xem. Còn không thì em sẽ qua mẫu nha. Em qua đồ kiểu cho các chị nha. Qua đồ kiểu. Cái chị muốn vào sao, cái chị muốn em mặc lại bông nào em mặc lại cho. Cái chị. Sao nó mất tiêu rồi? Dạ ok chị Trâm Quỳnh ạ. Dù nghe sếp. Ờ dịu bấm nghe sao tự nhiên nó tắt không biết nữa. Ờ à, tối nay hả? Có nhưng mà chắc ốp cũng hơi sớm á. Tại dịu lên nãy giờ cũng mấy tiếng.
Chắc một tiếng nữa quá sếp. Tiếng rưỡi nữa nha. À có gì vô alo. À rồi. Mã đẹp size 5, mã nhí tím size 5 em chốt cho chị Thi Hồng, em chào chị Liên Thái. Chị Liên Thái một cái tím cho em cân nặng chiều cao chị Liên Thái ơi. Mã đẹp mã vàng size số 4 em chốt cho chị Bu Tinh Trần. Ok, em mặc xanh dương cho xanh riêu size số 4 cho bé Thảo. Cho chị bé Thảo. Màu xanh dương là em bao đẹp cho cái chị luôn nha, xanh dương đẹp lắm. Xanh riêu với mã đẹp size số 3 cho chị Úc Châu. Chị Liên Thái lên lại giúp em cân nặng chiều cao chị. Hả? Chị lấy đủ bông, em coi còn thiếu cái gì. Mã đẹp chị có chưa? À thiếu nhí tím. Ok, của chị là 10 áo luôn nha chị đẹp. Của chị gì nè, em quên tiêu là size 1. Của chị Trâm Hoàng Quỳnh. Áo em đang mặc là mã đẹp chị. Áo em đang mặc là mã đẹp. Rồi em mặc lại cái mã xanh dương cho cái chị xem nè. Xanh dương là bao đẹp cái chị ơi. Mà xanh dương đẹp lắm. Mã tím với mã xanh dương, xanh gil size số 2 em chốt cho chị Ngọc Yến. 1m65 52 kg em lấy cho chị size 1 nha chị Liên Thái ơi. Cho chị Liên Thái một cái mã màu tím size số 1. Em coi chị bấm bill chưa? Nếu chưa thì em lấy luôn, màu tím size số 1. Rồi, mời một cái áo tím size số 1 cho chị Liên Thái. Mã đẹp size số 2 em chốt cho chị Chôm Chôm. Chị đây cái màu xanh dương nè, đẹp dữ lắm đẹp. Xanh dương mà lên bông tím nha, quá đẹp luôn. Chốt em mã xanh dương ạ. Chốt em mã xanh dương các chị đẹp nhà em, mã xanh dương. Đợt này bông về bông nào cũng đẹp hết đó các chị. Xanh dương size số 4 em chốt cho chị Mai Cao. Quần em đang mặc là quần lụa vân gỗ, có nghĩa là lụa này nó không có bóng nha chị. Lụa không có bóng là 80 ngàn. À, quần lụa bóng thì em còn đen em còn được có size 1 hay gì hả? Size 1, size 2 gì hả chị? Còn trắng á, thì em còn đủ size là 95 ngàn. Quần thun thì em chỉ có quần màu đen thôi, 55 ngàn một quần. Chị nào muốn lấy thêm quần ngày mai cứ nói với các bạn chốt đơn, các bạn sẽ tư vấn cho các chị nha. Đẹp 4 là em hết nha các chị, em chốt tới chị Bu Tin Trần là em hết đẹp 4. Xanh dương size số 4 em chốt cho chị Trâm Hoàng Anh, ủa chị Trâm Hoàng Quỳnh. Em đang bận là size số 1. Em là 1m58, em 48 kg. Eo em là tầm khoảng 65, em đang mặc size số 1 là nó còn thoải mái tí xíu nè. Size 1 là 50 kg, eo 72 trở lại nha, eo 72 73 trở lại là mặc vừa. 90 ngàn một áo. Áo em đang mặc là 90 ngàn một áo nha các chị. Đơn của chị hồi chiều đi cho chị Hội Vũ ơi, chị có kêu mấy bạn giữ đơn lại không? Đơn gọi không bắt máy hả? Rồi vậy được nha chị, em cần giữ đơn đúng không? Đơn này hồi chiều mấy bạn nhà em gọi chị chưa bắt máy, mấy bạn còn giữ đơn á, chị chốt đi rồi ngày mai mấy bạn nhà em gọi lại mấy bạn dồn đơn cho. Em cảm ơn chị Dung Đặng rất là nhiều. Rồi chốt giúp em áo này màu xanh dương nha các chị. Màu này các chị lên giúp giùm em là sọc cam nha. Cái này lên giúp giùm em sọc cam. Rồi cái này là xanh riêu nè. Màu xanh riêu này cũng đẹp nữa nè các chị. Chốt em mã này mã xanh riêu nha. Màu này lên giúp giùm em là màu vàng. Chốt em màu vàng. Xanh riêu với xanh dương size số 2 em chốt cho chị Nguyễn Tuyết. Rồi chốt giúp giùm em màu này là màu tím đó chị. Chốt em màu tím. Chốt em màu tím ạ. Rồi màu đỏ. Cái nào cũng đẹp trơn á các chị. Màu đỏ này các chị đi, các chị mua, các chị đi đi tiệc, đi chụp hình hay là đi đâu cũng được hết trơn luôn nè. Màu đỏ này các chị mặc với quần màu đỏ cũng được. Quần màu trắng cũng được mà quần màu đen cũng ok luôn. Mấy cái màu này chứ nó dễ mặc lắm.
Lấy thêm vàng 4. Ok, vàng 4 em chốt cho chị Trâm Hoàng Oanh. Rồi nhí tím giúp em mấy chị, nhí tím. Nhí tím giúp em ha, đỏ 4 em chốt cho chị Trâm Hoàng Oanh luôn. Rồi chốt giúp giùm em cái này nha các chị. Chốt em mã này là mã nhí tím chị, nhí tím. Rồi để em mặc lại cho các chị xem. Rồi cái này là nhí vàng giúp em, nhí vàng ha. Rồi nhí cam. Đó, mấy chị đòi bông nhí nè, em lên bông nhí cho mấy chị nè. Mấy cái bông này đẹp lắm luôn á, cái màu cam này mấy chị. Vải đẹp nha mấy chị, vải đợt này nó mướt lắm, mướt luôn. Mắt lạnh. Nhí tím size số 2 em chốt cho chị Chôm Chôm. Xanh dương size số 5 cho chị Hội Vũ. Mã đẹp, mã xanh dương size số 5 cho chị Phương Liên Vũ. 90.000 một áo chị. Nhí cam size số 4 cho chị Trâm Hoàng Quỳnh. Chị Kiều Anh một áo xanh dương size số 3 cho chị Kiều Anh. Rồi đây mã đỏ này chị. Cái áo màu đỏ này cái chị mặc nè. Quần màu đỏ cũng được, quần màu vàng cũng được, quần màu trắng cũng được, quần màu đen cũng được nha, cái chị cứ phối vô giúp em. Nhà mình có quần nào mình đem ra mình phối màu đó. Màu đỏ chị ơi, màu đỏ nè. Đẹp quá đẹp luôn. Chất liệu vải nè các chị. Rất là đẹp nha. Co giãn 4 chiều. Các chị mặc thoải mái lắm mấy chị. Thật sự ra áo bà ba mà các chị mua ở nhà em á, là các chị có thể là đẹp hơn ở chỗ các chị may luôn đó. Tính ra giá rất rẻ. Áo bình thường này các chị may áo bà ba bình thường ở ở quê thôi đó là đã 100 ngàn tiền công rồi, chưa tính tiền vải. Vải này là em may cho mấy chị là vải vải cao cấp nữa. Vải này đi ra mua cái khúc vải may áo bà ba không cũng gần cũng phải 80 ngàn, 90 ngàn. Là tính ra cái áo như 180 rồi, đúng không? Trong khi đó 180 chị mua được bên em hai áo, hai cái áo luôn mà về đảm bảo là rất ưng ý nha các chị, rất là ưng ý. Đỏ size 4 em chốt cho chị Mai Cao. Đỏ size 4 cho chị Trâm Quỳnh rồi chị, em chốt cho chị rồi. Chị Trâm Hoàng Quỳnh chị có áo đỏ 4 rồi. Rồi lên giúp giùm em mã đỏ nha. Rồi em mặc cái màu tím cho các chị nè. Tiền công dưới quê là cái áo là 300 ngàn rồi đó các chị. May đơn giản nha, may đơn giản, không có túi, không có gì là 100 ngàn. Có túi thêm may áo cho mấy áo bà ba mà mấy cô mà mấy bác mà lớn tuổi thêm hai cái túi nữa là 120 ngàn. Còn ở thành phố cái chị mua ở chị Mai á, mấy chị Mai thì em không biết nhiêu cái nha, nhưng mà chắc không phải là 100 đâu, ít nhất cũng phải 120, 130 đúng không? Mã đỏ cho chị Ngọc Yến. Mã đỏ size số 2 cho chị Ngọc Yến. Xanh dương với đỏ size số 4 cho chị Tí Nị. Tím có size 6 chị Kiều Anh ơi. C2. Quần em sẽ bán đi kèm với áo nha. Chị nào mua quần không thì em không có bán. Tại quần em bán em lời có 5-7 ngàn cái à, nên là em không có gửi riêng. Nên là chị nào mà có mua áo, sẵn mua áo thì mua luôn quần giúp em nha, đi kèm theo. Xanh riêu size số 1 em chốt cho chị Lạ Người. Ok chị Mai Cao. Rồi mã tím nè chị nào nhờ em mặc lại mã tím nè, rất đẹp luôn. Lên giúp giùm em mã tím. Cái lô này đợt này bông đẹp, vải đẹp đó chị, vải đẹp đó. Tím có size 6 luôn chị Hằng Minh ơi, cái này là em có đầy đủ. Size 6 là em còn đủ 10 bông cho mình luôn đó. Tím 4 em chốt cho chị Trâm Hoàng Anh. Chốt em mã tím nha, mã tím. Tay em may cho cái chị cũng dài nữa nè. Ví dụ như cái chị không có thích mặc tay dài, các chị thích mặc tay lỏ, cái chị cứ săn lên giùm em. Nó sẽ rất là đẹp, nó đẹp hơn cái áo mà cái chị may tay lỏ, tại vì tay lỏ trước đây em bán nhiều lắm rồi. Nhưng mà khi mà cái chị mặc cái áo tay dài mà cái chị săn lên á, cái chị nhìn nó sẽ đẹp hơn là cái áo tay lỏ cắt thẳng vô cái tay lỏ. Nha, mình đi nắng hay đi gì đó cái chị cứ xổ cái tay xuống là nó sẽ che được mát.
Một áo tím size số 6 em chốt cho chị Kiều Anh. Size 6 75 kg, cao 1m55 trở lên là ok, mặc vừa hết nha chị Hằng Minh. Cái áo này chất liệu vải nó co giãn nhiều nữa chị, co giãn 4 chiều. Nên là mình mặc thoải mái nha. Bà Lai chưa biết nữa chị Huệ Hà ơi. Tại vì bà Lai á, em may cái đợt này á, em có viền nên là chỉ có một thợ may hả. Một thợ may mấy trăm bộ nên là nó hơi lâu. Tại vì bà Lai phải đúng thợ may mới đẹp mấy chị. Phải đúng thợ may mới đẹp, còn thợ không biết may bà Lai là vô là cái áo nó sẽ không có đẹp liền nha. Nên là cái chị chịu khó, cái chị chờ cái lô bà Lai giùm em. Màu tím size số 2 em chốt cho chị Ngọc Yến. Áo màu tím này chị mặc với quần màu đen hoặc là mặc với cái quần màu tím đậm chị nha, mặc với cái quần màu tím đậm á. Chị đẹp nha. Cái này cái áo màu tím này mình mặc được hai màu, mặc được với cái quần màu tím đậm hoặc là chị mặc với cái hoặc là màu tím mực á. Màu tím đậm hoặc màu tím mực hoặc là quần đen. Chị mặc với quần trắng, để em mặc vô quần trắng vô thử coi hợp không. Màu trắng cũng hợp luôn chị ơi, cái màu tím này chị mặc với quần màu trắng cũng được nè. Nói chung là mấy cái này cái chị dễ, cái áo bông là cái chị rất là dễ phối và rất là dễ phối đồ, không nhất thiết mình phải mặc với quần đen. Đây em mặc với quần trắng nè nha. Rồi chị Hằng Minh em chốt cho, ủa chị Ngọc Yến là size số 1 hả, em lộn hả, hồi nãy em thấy chị chốt size 2 mà chị Ngọc Yến. Nãy giờ em thấy chị chốt size 2 không mà. Nếu mà chị chốt size 1 thì chị lên thẳng cái size giùm em luôn nha. Lên thẳng cái size giùm em luôn. Eo 72, 73 trở lại thì mặc size 1. Rồi chị chốt size 1 hay là size 2 để em biết nè. Rồi chị, chị Hằng Minh, em lấy cho chị Hằng Minh là một cái màu. Chốt size 6 là chị Hằng Minh chốt màu tím. Rồi màu tím size số 6 cho chị Hằng Minh. Em chào chị Kim Loan Trần. Dạ bữa nay em lên sớm chị Kim Loan Trần. Quần em mặc hả? Quần em mặc size 1 có, size 2 có chị. Bên em lại may quần ống rộng không à nha các chị. Không có quần ống ôm nha. Quần ống rộng không à. Ừ chị Hằng Minh là tím sáo. Áo 40 kg là mặc rộng. Chị Hằng, chị Hành Thông nha. Nếu như mà eo của chị tầm khoảng 64-65 trở lên thì chị mặc ok nha chị. Còn nếu mà eo chị nhỏ, người chị nhỏ hơn nữa chị mặc bị rộng. Ok chị Ngọc Yến lấy size 2 em. Rồi áo em đang mặc là màu tím chị nè. Nói chung là rất là dễ. Áo bông là cái chị rất là dễ phối màu, không có kén nha. Không có kén như áo màu. Chị nhà cái chị có quần áo dài hay này kia rồi đó, cái chị mặc cũng cũng phối vô cũng được nữa. Em không có quần màu chị Liên Thái ơi, em chỉ có màu đen với quần trắng thôi chị, đâu có quần màu. Cái đó là em nói cái chị về cái chị có đồ ở sẵn ở nhà cái chị phối, hoặc là những chị nào mà đã mua cái đồ bà ba ở bên em mà bà ba màu nguyên bộ á, về mình có cái quần màu sẵn đó mấy chị phối với cái coi cái nào mà hợp đó, cái chị phối với áo bà ba bông này nè. Chứ em không có bán quần màu nha, em chỉ bán quần đen, quần màu đen với quần màu trắng thôi chị, không có bán quần màu. Rồi chốt giúp giùm em mã này nha các chị, lên giúp em nhí vàng cái chị đẹp nhà em ơi. Chốt em mã nhí vàng. Chị Trâm Hoàng Quỳnh, chị Trâm Hoàng Quỳnh ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn giùm em nha. Nói với mấy bạn chốt đơn, chị dặn em là em không nhớ đó. Mai em không có chốt đơn, em chỉ livestream không à. Rồi chốt giúp em này nha mấy chị. Alo dạ Diệu nghe ạ. À? Chị, em nói chị nè, cái size 3 của chị là em chỉ còn duy nhất một màu là màu hồng da, em không còn màu nào nữa. Màu nho là em còn size số 2, cân nặng chiều cao của chị là bao nhiêu? Chiều cao là 1m55 mà cân nặng là 57-56. 56-57 kg. Rồi chị gọn người không?
cũng gọn gọn hả? Eo của chị tầm khoảng bao nhiêu, thường chị mặc đồ là size mấy? Thường thường chị mặc size là size M hay size L? Thường thường chị mặc L, là nếu mà chị chốt size số 2 là về chị phải nhả hết 4 cái band ra giùm em. Màu hồng da là cái màu đó nó sáng nha chị. Chị chịu không? Chị thấy cái màu hồng da em like chưa? Rồi thấy rồi, chị chịu cái màu đó ha. Bộ vàng đậm bạn nói là bạn gửi cho chị rồi chị. À thế à, dạ. Gửi cái này dạ đúng rồi, nếu mà gửi là cái này là một đơn khác. Dạ. Rồi vậy là em chốt cho chị cái bộ màu hồng da đó là size số 3 ha. Rồi size số 3. Mà cái bộ mà phối bi ở phía trước đó đúng không chị? Có phối bi cái lằn bi cổ dài xuống đó đúng không? Không, cái đó là em vẫn phối bi nha, chị coi kỹ giúp em đâu, cái lằn viền là lằn viền bi mà. Cái viền viền ở giữa áo ấy thôi. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái viền viền giữa áo là viền bi đó, là cái nó cũng là bông cái vong bi đó. Rồi ok, mẫu đó đúng không? Rồi. Dạ dạ, rồi để em hỏi cho chính xác, để em chốt. Rồi ok chị. Rồi em lấy cho chị màu hồng da size số. Dạ rồi rồi. Rồi. Rồi, nếu như mà bình thường chị mặc size 3 là ở quên size L là bộ này chị mặc size 3 là ok đó chị. Rồi vậy là cái bộ này em gọi. Dạ dạ hết rồi chị. Chỉ có một màu thôi đó, còn màu là em nói với chị liền. Em đã hết ngay từ đầu luôn rồi chị. Mấy ngày nay đâu có khách xả ra đâu. Size 3 là em không có khách nào xả luôn đó. Có bao nhiêu bộ, bao nhiêu màu là còn. Em like là cứ khách cứ lấy, like là khách cứ lấy đó. Rồi chị, rồi em chốt cho chị một bộ nha. Em đang live stream, em không có nói chuyện với chị được nhiều. Sorry chị. Dạ dạ, rồi. Rồi ok, quay lại em chốt nha mấy chị. Rồi để chị em chốt, em bấm biêu tới đâu rồi? Chị Út Châu, em chốt cho chị Út Châu thêm một cái tím, một cái xanh dương size số 3. Rồi chưa bé? Chưa, em chưa bấm biêu đúng không? Rồi ok, chị Út Châu là một cái tím với một cái xanh dương size số 3 nè. Áo vừa mới cởi ra hả chị? Đây em giơ lại nha, em giơ lại cho mình coi. Em đang mặc là mã nhí đỏ, ở quên nhí vàng. Còn mã này là mã đẹp giúp em nha. Mã này là mã đẹp. Rồi cái này là xanh dương chị. Xanh dương giúp em nha. Rồi mã đỏ. Mã này là mã đỏ. Rồi cái này là mã tím. Rồi em đang mặc là nhí vàng. Đây là mã tím nha. Rồi em chốt tiếp nha các chị. Chị Thi Hồng là hồi nãy có chốt đơn rồi đó chị. Nếu mà mấy chị muốn biết là mình chưa có chốt được hay không, cứ vào cái tin nhắn Messenger kiểm tra giùm em. Tại vì khi em bấm bill em chốt đơn cho cái chị á, là hệ thống tự động nó sẽ báo cái tin qua cho chị là chị chốt hàng được cái gì ha. Em bán là áo lẻ đó chị mua áo không cũng được. Còn muốn quần, muốn mua thêm quần thì ngày mai nói với mấy bạn chốt đơn. Còn em đang like cho mấy chị là em đang may áo lẻ, đang like áo lẻ nha. Áo một màu em không có. Áo một màu em không có mấy chị. Áo một màu em hết hàng rồi, em không có may lại. Em chỉ may nguyên bộ màu thôi. Mà nguyên bộ màu bữa nay em cũng hết luôn rồi. Tại vì áo bà ba bông á, cái chị dễ mặc hơn là áo bà ba màu. Với áo bà ba màu em bán nhiều lắm rồi. Dạ rồi con nghe cô. Nhí vàng size số 4. Dạ rồi. Dạ dạ. 90.000 một áo. Áo em đang mặc là 90.000. Rồi chị Phương Liên Vũ ơi,
Chị Phương Liên Vũ chốt cái này là bị trùng. Một cái là size 6, một cái là size 5. Hai cái áo này chị Phương Liên Vũ lấy size nào? Bình luận lại giúp giùm em. Chị chốt bị trùng hai cái mã nhưng mà hai cái size khác nhau. Rồi, bình luận lại giúp em nha, chị lấy size 5 hay là lấy size 6 để em chừa lại. Rồi, em lên tiếp nha các chị. Áo em đang mặc là mã nhí vàng, cái này là tay dài giúp em nha. Các chị thích săn lên thì các chị săn lên giùm em. Em mặc em quen rồi, em hay săn cái tay áo lên vậy nè. Áo em đang mặc cái chị lên giúp em nhí vàng. Rồi, cái này các chị đẹp lên giúp giùm em là nhí cam. Chốt em mã nhí cam, cái chị đẹp nhà em nhí cam. Rồi, cái này các chị lên giúp giùm em là nhí tím. Chốt em mã nhí tím nha. Mã này lên giúp em mã vàng các chị. Mã vàng 90.000 một áo. Chất liệu là thun, cao cấp giúp em, co giãn 4 chiều. Nói chung là áo này là cái chị mặc đẹp hơn giải von nha. Đẹp hơn giải von, thoải mái hơn giải von rất là nhiều. Tại vì bà ba cái chị mặc ôm nó mới đẹp. Mà ôm thì nó còn cần phải có độ co giãn, mình mới thoải mái, thấm hút mồ hôi. Và chất liệu vải này là co giãn 4 chiều giúp em luôn. Và đặc biệt có một cái nữa là áo bà ba cái chị mặc lên là nó sẽ in lên cái bông rất là nét luôn các chị thấy không? Lên màu nào ra màu đó rất là rõ, nên là lên cái bông rất là đẹp. Rồi chốt em màu xanh rêu. Rồi màu này chốt giúp giùm em là màu mã sọc cam. Chốt em mã sọc cam nha. Lên cái bông tím nè, đẹp vô cùng luôn. Rồi chốt em mã sọc cam. Rồi em qua mẫu nha mấy chị yêu ơi. Chị nào muốn coi bà ba gì nữa không? Không thì em qua mẫu nha. Áo này em có size cho các chị là từ size số 1 đến size số 6. Size cho các chị từ 45 đến 75, 77kg. Các chị đẹp nha, em mặc vừa. Rồi áo này lên giúp giùm em là màu tím. Chốt em màu tím nha. Mã này lên giúp giùm em là mã đỏ. Đỏ lên bông nè mấy chị, rất là đẹp luôn. Rồi màu xanh dương. Chốt em màu xanh dương. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Chốt em mã đẹp cái chị, mã đẹp. Xanh rêu size số 5 em chốt cho chị Thi Hồng. Ok chị. Rồi, em qua mẫu nha. Áo là chất liệu vải thun chị. Rồi ok, em qua mẫu khác. Này lên cho cái chị mẫu gì đây ta? Cái chị muốn mua đồ kiểu hay là cái chị muốn mua đồ gì cái chị? Này lên bà ba xong rồi cái giờ hết muốn lên mẫu gì không biết, hết biết lên mẫu gì luôn. Rồi em xả cho cái chị một cái mẫu chất ati Mỹ ha, đồ đồ thiết kế. Chất thun ati rất là đẹp luôn. Cho chị cái cọc đó đi bé thị. Cái cọc sát đó bên chỗ cái thùng nước. Này em đâu còn gì. Rồi cái này là em xả mẫu cho cái chị nha. Bộ này em có size cho cái chị từ 50kg. Từ 50kg đến
67 68 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa. Rồi, mẫu này hàng thiết kế nha cái chị đẹp nhà em. Mẫu này là em xả mẫu nha, em xả mẫu này hàng thiết kế luôn. Xả mẫu có nghĩa là hàng sale, gọi là sale luôn đó mấy chị, xỉ bằng lẻ giúp em luôn nha, xỉ em không có bớt thêm nữa nha. Vì cái này em đã xả lỗ rồi, lỗ mấy chục ngàn một bộ luôn đó. Bộ này các chị lên cân nặng và chiều cao giúp giùm em nha. Bộ này hôm bữa mình bán 165 luôn hả bác? Bộ này em sale cho các chị giá 95.000 một bộ nha, em xả mẫu nha các chị ơi. Mẫu này em đặt nhưng mà về chắc em không có bán, không có duyên bán với hàng thiết kế nha, nên là em xả luôn. Một lô duy nhất nha các chị, một lô duy nhất, cái này em không có nhiều nha, này có một lô một à, đặt một lô một hết tiền luôn rồi. Hết tiền đặt lô thứ hai rồi, đây là xả mẫu luôn, xả lỗ luôn, 95.000 nha. Hàng em đặt 100 mấy đó mấy chị, 130.000 đó, xỉ xỉ xưởng xuất ra là 120, 130 rồi. Em có size 50 kg nha, bộ này 50 kg trở lên với chị mặc sẽ đẹp. 50 kg đến size 67 68 kg cái chị đẹp nhà em mặc vừa, bộ này 95.000. Chất vải này mấy chị, chất ati mỹ xịn sò giúp em coi giãn 4 chiều mặc rất mát luôn nha. 95.000, không còn giá nào nữa, xỉ em cũng không có bớt cái nào chứ nha, không có bớt ngàn nào luôn. Xỉ bằng lẻ giúp giùm em luôn. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha cái chị đẹp nhà em, lên giúp em mã này là mã lạ giúp em cái chị, mã lạ 95.000. Bộ em mặc không có size số 1, bộ em mặc là nó bắt đầu từ size số, bộ em mặc là bắt đầu từ size M là nó tương đương với size số 2 đó, 50 kg trở lên. Chị Thanh Nguyễn hả? Bắt đầu từ L chứ, L1X, L1X và 2XL. Nhưng mà size L là tầm khoảng 50-55 kg trở lại thôi, 55-56 kg trở lại mặc vừa nha. Size L là tầm khoảng 55-56 kg, size XL là tầm khoảng 62 kg đó các chị, tầm khoảng 62 kg, và size X2XL là tầm khoảng 67 kg trở lại thôi. Em có 3 size cho các chị ha. 60 kg cao 1m55 là size XL, em chốt cho chị Duy Nguyễn nè. 95.000 cái chị, mã em đang mặc cái chị lên giúp em mã lạ. Lên giúp giùm em là mã lạ nha. Cái chị chốt đi, vải em bao đẹp và em bao mát cho cái chị luôn. Bộ cái này em đặt xưởng nha, em đặt xưởng. Xưởng này là xưởng Jimmy mà các chị thường hay mua đó, Jimmy gì đó mấy chị. Nói chung là có thương hiệu nhưng mà tại vì em kho chưa có duyên để em bán cái hàng này nhiều đó, nên là mẫu này em xả lỗ cho các chị nha. Cái chị đẹp nhà em chốt đi, đẹp lắm. Chỉ có một lô duy nhất thôi, không có lô thứ hai luôn á. Mã lạ giúp em nha, mã lạ. Mã lạ size L, em chốt cho chị Thanh Nguyễn size 55 56 kg nha chị Thanh Nguyễn. Chị Duy Nguyễn là mã lạ, size số 3, size XL. Lạ 2XL em chốt cho chị Vân Trần. Lạ size L em chốt cho chị Kiều Quyên Trần. 2X chị Lon Kim Trần, nếu bình thường chị mặc size số 4 thì bộ này chị mặc size 2X giùm em. Bé Thủy em chạy xuống dưới em lấy cái cục giấy bé Thủy. Cái này không có size M, chị Trâm Hoàng Quỳnh ơi, size L đó chị, size L là size 55 56 kg đó, em đang mặc là size M L nè. Là nó rộng vậy nè, là size 55 56 kg cái chị đẹp nhà em mặc ok đó. Em là 4 mấy kg mặc nó rộng nha. Còn nếu mà cái chị về cái chị mặc nó có rộng muốn ôm hơn nữa thì các chị vuốt hai bên đây vô giùm em.
vuốt hai bên cái đường này nè, vuốt xuống 95.000 cái chị. Đó, trong cái thùng sát cái cánh cửa đó nhỏ, trong nguyên cái thùng giấy đó bữa em lấy rồi đó. Rất là đẹp luôn nha, vải nè các chị, vải nó mát dữ lắm. Vải co giãn 4 chiều luôn, vải đẹp. Là size L em chốt cho chị Thanh Nguyễn rồi á, chị Thanh Nguyễn ơi, em chốt rồi đó. Là size L em chốt cho chị rồi. Tới bấm chị bấm cái này tới chị Vân Trần. Chờ em xíu nha các chị. Cái này em có 5-6 bông, ở 5-6 cái họa tiết gì hả, các chị nên lấy đủ đi đẹp lắm. Lạ size XL em chốt cho chị Tuyền Trần. Nó có 5-6 màu gì á chị. 1, 2, 3, 4, 5, 6, có 7 họa tiết. Em có tổng cộng là 7 họa tiết cho các chị. Rồi mã này các chị lên giúp giùm em là mã kem. Chốt em mã kem ha. Lạ size L em, size L. Rồi mã này các chị đẹp lên giúp giùm em là mã kem các chị, mã kem. Nói chung là cái họa tiết nào lên cũng đẹp hết á. Cái này nó không có bông, nó chỉ lên toàn là họa tiết không à. Tại vì em thiết kế cái hàng cổ vét như thế này nè, với phối với màu các chị lên những cái họa tiết này nhìn nó sẽ sang hơn. Rồi mã kem giúp em ha, màu kem. Em dơ sơ qua cho chị một cái nữa xong rồi em mặc. Kem size XL em chốt cho chị Kim Loan Trần. 60 kg cho chị Kim Loan Trần, kem 2X em chốt cho chị Vân Trần. Các chị đẹp nhà em mua đi. Cái này em xỉ, em nói thật với các chị luôn là hôm trước em bán bộ này 165.000, tại vì em xỉ vô nó đã gần 130.000 rồi. Gần 130.000 rồi đó. Nhưng mà giờ sale lỗ nha. Cái này là nói thiệt. Nên là cái chị đẹp nhà em mua đi, mua lẻ, mua sỉ gì, mua về bán lại, mua về tặng gì đó. Mua đi mấy chị đẹp, hàng đẹp nha. 95.000, em sale cho mình 95.000 thôi chị. Rồi lên giúp giùm em mã này, mã đỏ đô. Sọc đỏ chứ, lên giúp em mã sọc đỏ. Đây, sọc đỏ này chứ em còn size lớn không á. Sọc đỏ này hình như là hết size L hay gì rồi. Nếu còn thì em chốt nha. Đây, em đang cầm là size XL. Chị Ngọc Anh, kem size L và size 2XL cho chị Ngọc Anh ha. Hả? Ừ, kem là bộ đó đấy. Mã này lên giúp em mã sọc đỏ cái chị. Chị nào thích màu đậm đậm tối tối lấy bộ này nè, sọc đỏ. Chốt em sọc đỏ nha, sọc đỏ 95.000 một bộ. Lên mã giúp em chị Tuyền Ngọc ơi, bộ 50 là chị lấy cái bộ nào? Bộ này 50 trên 50 kg chị mặc nó mới đẹp, 4 mấy ký thì về sửa lại tí xíu giúp em. Sọc đỏ size 2XL em chốt cho chị Hội Vũ. Rồi, đẹp chưa cái chị? Rất là đẹp luôn nha. Mã này lên giúp giùm em là mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha, 95.000 một bộ, lên giúp em mã đẹp cái chị, mã đẹp. Xong rồi em mặc từng họa tiết lên cho các chị xem, họa tiết nào lên cũng đẹp hết á. Rồi lên giúp giùm em. Vải mấy chị ơi nó mát nè nè, thấy không? Vải nó đẹp vậy nè. Rồi mã đẹp. Lên giúp em mã này là mã kẻ vàng. 95.000 một bộ nha, kẻ vàng. Đây, kẻ vàng nha. Chị Tuyền Ngọc một mã đẹp size L, size nhỏ nhất là size L nha các chị, 55 56 kg trở lại mặc vừa nha. Đẹp 2XL cho cô Báo Ngô. Bộ em đang mặc là mã lạ. Chị Hương Ngô ơi, chị Hương Ngô cọc kẹt giúp giùm em nha. Mấy chị mà em thấy có đơn hoàng về một lần rồi nè, các chị chịu khó cái chị cọc kẹt giùm em rồi các chị chốt. Kẻ vàng chị Kiều Quyên Trần lên giúp giùm em size chị. Hoặc là lên số ký ha. Hoặc là biết size thì lên size giùm em luôn, tại em không có nhớ size của mấy chị, vậy cho nó nhanh nha. Chị Lạ Người ơi, 49 kg là chị mặc rộng giống như em mặc vậy đó. Về là phải chích ben cái áo vô, hoặc là sửa cái áo cho nó ôm vô tí xíu. Được không chị? Được thì em chốt nha.
Kẻ vàng 60 kg là size XL em chú, cho chị Kim lon trần nè. 60 kg chị Kim lon trần là bình thường mặc bên em size 3 hay size 4 vậy chị Kim lon trần? Bình thường mặc size 4 thì chốt 2X nha. Còn chị lên 60 kg là em chốt cho chị size XL không đó. Nên là mình lên giùm em là cái size cho nó chính xác nha. Biết cái size thì mình lên size giùm em luôn. Tại vì cái size này nó là L, XL và 2XL nhưng mà nó nhỏ nha. Em chốt cho cái chị là nó nhỏ xuống một tí xíu. 65 kg là mặc 2XL đó chị Trần Tiến. Chị Kim Nguyên Trần, chị Kim Nguyên Trần một chút xíu chị chốt, chị kèm theo cái size L ở phía sau giùm em luôn nha chị Kiều Nguyên Trần. Kẻ vàng size L em chốt cho chị Kiều Nguyên Trần. Rồi ok chị lạ người nha, em chốt cho chị lạ người một bộ mã đẹp. Size L. Size L nhưng mà 55 56 kg trở lại hà, thường size L là cái chị có khi có những mẫu là size L tới 60 62 kg nhưng mà form này nó gọn nha các chị, form này nó nhỏ. Mã kẻ vàng size L em chốt cho chị Tiền Ngọc. Lên giúp giùm em mã này mã kẻ vàng nha các chị. Bộ kẻ vàng này các chị mặc đẹp nè. Chị nào trẻ trẻ lấy mấy bộ kẻ vàng này nè mặc trắng lắm. Đặc chị nào hơi modern tí xíu đó. U40, U50 mặc cái kẻ vàng này cũng rất là sang nha. Rồi mã này lên giúp giùm em mã sọc vàng. Ngoài cái kẻ vàng ra em còn cái sọc vàng cho các chị nữa. 95.000 hàng AT, hàng thiết kế em sale cho mấy chị nha. Có một lô duy nhất thôi các chị đẹp nhà em mua đi. Lô này còn đầy đủ size cho mấy chị luôn là quá ok luôn rồi, không có chần chừ gì nữa hết các chị. Mua về lỡ mà có rộng chỉnh sửa lại tí xíu giùm em cũng gấp, cũng còn lời chán luôn nha. Lên giúp em mã này nha các chị, lên giúp em mã này mã sọc vàng. Chốt em mã sọc vàng, em chào chị Xinh Bùi. Chốt em mã sọc vàng nha, sọc vàng. Chốt em mã sọc vàng. Em đang mặc mã này là mã lạ nha các chị, mã lạ. Mã đẹp size L em chốt cho chị Ngọc Anh. Mã em đang mặc mã lạ còn chị. Sọc vàng size L cho chị Nguyễn Lan. Đồ em đang mặc đang sale còn 95.000. Chị Hồng Tuấn ơi, hàng thiết kế mua đi chị. Alo dạ vừa nghe ạ. Dồn đơn là gửi luôn hay là sao chị? Gửi cả một luôn đó chị. Dồn đơn vậy là 3 bộ đó em, mai mấy bạn gửi luôn ha, khỏi gọi lại cho chị nữa ha. Dạ dạ rồi, em cảm ơn chị. Dạ dạ rồi. Sọc vàng size số 2. Cái này không có size nha chị Hội Vũ ơi. Chị ví dụ chị để size 2XL thì để 2XL giùm em. Để thôi em không có chốt cho chị được. Size 2XL là tầm khoảng 6 7 kg trở lại mặc vừa nha các chị. 70 kg chắc mặc hơi ôm đó chị ơi. 70 kg em sợ mặc ôm á. 6 7 kg trở lại được rồi. Chị bấm bill tới đâu rồi bé Thị? Tới đâu rồi em? Rồi em chốt tiếp nha. Sọc và mã lạ size L em chốt cho chị Châu Thị Liên. Chị Châu Thị Liên ơi, cái size L là nó có 55 kg trở lại thôi nha chị, 55-56 kg trở lại thôi nha. Chị nào mà chưa biết số ký, chưa biết size hay gì đó thì lên giúp giùm em thẳng cái số ký luôn đi mấy chị. Đừng có size theo, đừng có size L, XL nha. Nó không có chuẩn đâu, tùy theo xưởng ra. Nhiều khi size L, XL mà nó nhỏ xíu à, nên là cái chị lên số ký giùm em cho nó dễ nha. Sọc vàng size 2XL em chốt cho chị Putin Trần. Mã lạ size 2XL cho chị Trần Tiến. Bốn mươi mấy ký, dưới 50 ký là mặc hơi rộng đó chị. Về phải bớt bên cái áo vô giùm em. Chị Hương Ngô cọc cạc giúp giùm em. Rồi mình chốt đơn tiếp nha chị Hương Ngô ơi. Đang mặc là mã lạ đúng rồi chị Hồng Tuấn. Sọc vàng size XL em chốt cho chị Duy Nguyễn. Sọc vàng size 2XL em chốt cho chị Hội Vũ. Sọc vàng size 2XL em chốt cho chị Vân Trần. Mã sọc vàng mình còn nhiều không bác? Hả? Đó mấy bộ rồi em? Rồi sọc vàng 2X mã sọc vàng, chị Trần Tiến lấy mã sọc vàng đúng không chị? Em có sọc vàng với kẻ vàng nha. Bộ này là sọc vàng nè. Rồi bộ này là kẻ vàng nè chị. Bộ nào cũng đẹp hết á. Kẻ hay sọc gì cái chị mặc cũng ok hết á. Rồi
Mã sọc vàng size 2XL cho chị Trần Tiến nha. Rồi ok chị Châu Thị Liên ha, em chốt cho chị Châu Thị Liên một bộ. À, mã lạ size L nha chị. Sọc vàng size XL em chốt cho chị Dương Thị Thị Trang. Bộ em đang mặc size L em chốt cho chị Giao Phan Thị Quỳnh, mã lạ. Cái này lên số ký giùm em đi chị, em không có đo cái eo. Lấy cho chị bộ kẻ vàng với bộ mã cho chị một bộ kẻ vàng. Rồi kẻ vàng size XL em chốt cho chị Trần Tường. Lạ size L, chị Hồng Tuấn ơi lên số ký giùm em đi. Cái này nó không có size 1, size 2 gì hết đó chị. Nó là bắt đầu từ size L nha. Size L là 55-56kg trở lại. Size XL là 60-61kg thôi. Tầm khoảng 60 thôi. Tại vì bộ này cái chị mặc đó là coi chừng nó không có vừa, nó không có vừa cái form quần á, nó ôm đó. Nên là bộ này là size 2XL, em canh cho cái gì là 67-65-67kg trở lại thôi nha. Kẻ vàng size 2XL không có size M. Sọc vàng size 2XL mình còn không bác? Sọc vàng size 2XL cho cô Báo Ngô một bộ. Kẻ vàng size 2XL em chốt cho chị Trần Tiến một bộ. Vậy là chị Trần Tiến không có lấy sọc vàng đúng không chị Trần Tiến ơi, chị lấy kẻ vàng, ủa quên, chị lấy kẻ vàng đúng không? Đúng thì chị Trần Tiến ok giúp em ha. Hồi nãy em chốt cho chị là sọc vàng đó. Kẻ vàng size XL em chốt cho chị Kim Hồng. 61kg là chị mặc size XL đi chị An An. 60kg bộ này chị mặc size XL đi chị. Size 3 nó tương đương XL đó. Cho chị 5 bộ 5 màu 67kg. 67kg chị Phương Nguyễn ơi, chị Phương Nguyễn cao bao nhiêu vậy chị? Ủa hàng tới hủy đơn hả? Hàng tới hủy đơn của chị Phương Nguyễn sao mà hàng tới hủy đơn vậy chị Phương Nguyễn? Đây em coi lại ha, nếu mà chị chốt thì chị cọc kẹt lại giùm em. Sao em thấy ở đây hàng tới hủy đơn là bị lý do gì hủy đơn nè? Đơn của chị Phương Nguyễn đợt rồi bị gì mà hủy đơn vậy chị? Nếu hủy đơn thì cọc kẹt lại giúp giùm em rồi em đi đơn cho mình ha. Rồi chị Úc Châu một bộ kẻ vàng với một bộ mã lạ size XL. Em chào chị Nguyễn Mai. Ok chị Hồng Tuấn mã lạ size L nha chị Hồng Tuấn ơi. Ở phía sau là nó bình thường nha chị. Ở phía sau là sọc bình thường, nó chỉ phối ở phía trước thôi, với cái cổ phối phân nửa thôi. Ở phía sau là bình thường, không có gì hết, không có dúng, không có gì hết đó. Chất ati mỹ xịn sò em bao mát cho các chị luôn nha. Bộ này em bán 165.000, sỉ của em là 130 rồi. Em xả cho cái chị có 95.000 thôi, cái chị đừng lăn tăng nữa, có rộng tí xíu thì về chỉnh lại giúp giùm em nha. Lời chén luôn, 95.000 bằng tiền vải, bằng tiền vải các chị mua thôi nha, chưa tính tiền công, chưa tính tiền gì hết. Mã lạ size XL em chốt cho chị An An. Sao em thấy ở đây có nốt một đơn là hoàn hàng tới hủy đơn nè chị. Hình như là lâu lắm rồi chị mới mua hàng ở bên em đúng không? Rồi em chốt cho chị nha, nhưng mà chắc chắn lấy giùm em nha chị. Của chị Phương Nguyễn chị bấm bill rồi đúng không bác? Rồi tiếp tục nha các chị. Bộ mã cuối cùng. Mã cuối cùng các chị lên giúp giùm em là mã da. Hồi nãy là mã kem có rồi đúng không bác? Rồi mã này lên giúp em mã da nha các chị. Mã da. Mã da này là phối với màu da giúp em nha. Còn cái mã kem hồi nãy là của cái chị á, màu nó khác tí xíu, với lại là nó phối với màu đen nha. À vậy hả chị? Rồi em ok chị nha. Rồi để em hủy cái này đi, để thôi bị lộn của chị hoài. Em không có thấy lưu bơm lưu gì trơn á, nhưng mà chị thấy lưu nót đó là vậy thôi hả. Rồi ok chị Phương nha. Ok chị Phương Nguyễn. 70kg mặc bộ này em sợ không có vừa nha chị Bích Thanh Lê ơi. Em canh tầm khoảng 6-7kg thôi chị. Như chị Phương Nguyễn chỉ 6-7kg, chỉ cao mét 6 là chỉ mặc ok nè.
nhưng mà mấy chị 70 kg em sợ mặc ôm lắm. Mã da 60 kg size XL em chốt cho chị Kim Loan Trần. Da 2X em chốt cho chị Vân Trần. Da XL em chốt cho chị Tiền Trần. Ok ok chị Phương Nguyễn nha, chắc em bị lộn. Rồi mã đẹp size XL là 60 kg cho cô Tư Nguyễn nè. Ok chị. Bộ trắng đen em còn. À quên, bộ trắng đen chưa lên. Nè, lên giúp em mã sọc trắng. Còn bộ sọc trắng nữa. Chốt em mã sọc trắng với chị, sọc trắng nha. Chốt em mã sọc trắng, da L em chốt cho chị Lạ Người. Alo, dạ Diệu nghe ạ. Chị Diệu phải không ạ? Ờ, chị cưng cho chị đổi lại trẻ vàng chứ không phải sọc vàng. Hồi nãy chị ghi lộn rồi. Càng tường á. Chị chốt lại đi, rồi ngày mai em xả cái kia ra. Chị chốt, chị lên like, chị chốt lại giúp em đi. Nha, à, dạ. Dạ, chị chốt lại đi, rồi ngày mai em xả cái bộ kia ra. Tại giờ là em sợ không có đổi được kịp cho chị á. Rồi, dạ. Dạ. Sọc trắng size XL em chốt cho chị An An. Sọc trắng size L em chốt cho chị Nguyễn Lan. Đây cái bộ sọc trắng rất là đẹp nè các chị. Sọc trắng nha, sọc trắng đen. Rồi, ok, em mặc lại cho các chị xem một lần nữa. Bộ em đang mặc, cái chị lên giúp giùm em là mã lạ. Chất vải là yên tâm nha, cái chị rất đẹp nha. Hàng là em giảm cho mấy chị nửa giá luôn rồi đó. Chị này em chốt đi. Sọc trắng size 2XL em chốt cho chị Putin Trần. Đây em mặc lại cái kẻ vàng đi, em mặc cái kẻ vàng cho cái chị xem nè, cái kẻ vàng mặc lên rất là trắng luôn nè. 95.000 một bộ. Vậy là chị Nguyễn Phương mặc size L bộ này nha chị Nguyễn Phương. Mặc size 2 là nó tương đương với size L đó. Mã lạ size L em chốt cho chị Nguyễn Phương. Một bộ sọc đỏ, chị Phương Nguyễn lên số ký giúp em chị Phương Nguyễn à chị Phương. Ủa? Cho chị một bộ sọc đỏ nha. Chị Phương Nguyễn ơi, bây giờ là chị lấy đủ màu chị, của chị Phương Nguyễn hồi nãy là em lấy đủ màu rồi đúng không bé Thị? Chưa lấy bộ sọc đỏ hả? Ok. Vậy là của chị là em sẽ lấy cho chị 5 bộ nhưng mà trong đó có bộ sọc đỏ đúng không chị Phương Nguyễn? Hay là lấy đủ màu luôn đi chị, nó có 6 bông, 6 họa tiết à? 6 hoa 7 họa tiết gì à? Yeah. Lấy đủ luôn đi chị. Bộ này mặc đã lắm, bộ này mặc chất vải rất là đẹp. Chị Hội Vũ ơi, chị coi mình mặc vừa không nha, em sợ mặc hơi ôm đó chị. Cái này em có size L 55-56 kg trở lại mặc vừa chị nha. Size L là 5. Ủa sao hồi chị Hội Vũ hồi hồi nếu như mà mông của chị nhỏ thì chị mặc được nha chị ơi. Mông to em sợ mặc, chị chịu mặc ôm á thì chị mặc được nè, nó giãn vậy nè, giải nó giãn vậy nè. Chị chịu mặc ôm thì chị mặc ok được nha. Thật ra size 2XL là size 70 kg đó, nhưng mà em canh cho mấy chị, ví dụ như chị nào mà 1m52, 1m53 rồi đó là 67 kg nha. Còn chị nào mà gọn người thì 70 kg mặc được. Nó giãn nhiều lắm, chị nào thích mặc ôm á, mặc được đồ ôm thì 70 kg mặc được size 2XL. Rồi lên giúp giùm em bộ này là bộ kẻ vàng đi, cái chị đẹp nha em. Kẻ vàng rất là đẹp luôn. Sọc trắng size L em chốt cho chị Hồng Tuấn. Chị Trần Tường, ok chị Trần Tường lấy một bộ kẻ vàng, xả bộ sọc vàng, ok. Kẻ vàng 3, kẻ vàng size XL em chốt cho chị Trần Tường. Đồ ton không, tối nay em không có lên đồ ton chị Rosie Đòn. Dạ em cảm ơn chị Nguyễn Phương, bộ đó mặc tôn eo ha chị ha, cái eo nhỏ xíu luôn, tôn dáng lắm. Rồi lên giúp em mã kẻ vàng đi cái chị đẹp nhà em. Chốt em mã kẻ vàng chị. Rất là đẹp luôn, 95.000 cái chị ơi, đẹp lắm, hàng thiết kế nha cái chị đẹp.
giải là em bao đẹp cho cái chị luôn. Size L nó tương đương với tầm khoảng 55 56 kg trở lại, cái chị đẹp nha, em mặc ok nha. Rồi mã này cái chị là đẹp lên giúp giùm em là mã sọc vàng nè. Kẻ vàng cái chị mặc lên đẹp lắm, cái chị trắng da ha. Sáng luôn. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc vàng cái chị đẹp nha em. 95.000 cái chị đẹp nha em ơi. Bộ em mặc size 2XL, chị Diễm Ngọc ơi, chị Diễm Ngọc lên giúp em cái mã đồ đi, đừng có chốt bộ em mặc. Em không biết bên cái màn hình của chị là đang thấy em mặc bộ nào á chị. Trời ơi, trời, em mặc hay thật chứ. Áo màu vàng, cái quần, ở quên cái quần màu vàng, cái áo màu trắng. Chị Hương Ngô, cọc kẹt giúp em đi, ngày mai cọc kẹt xong đi rồi mấy chờ chị lên chị chốt giúp em ha. Kẻ vàng size L em chốt cho chị Nguyễn Phương. Rồi ok chị Phương Nguyễn, của chị Phương Nguyễn em lấy đủ họa tiết cho chị luôn đi em. Dây da size L là về lấy bộ này đi. Bộ này mã kem đúng rồi, rồi bộ này mã da nè. Da size L này. Cho chị bộ XL. Bị gói luôn á, chơi bị gói luôn á. Bộ này khách nhà em mặc rất là khen luôn cái chị, rất là khen luôn nha. Chị nào mà mặc cái da dáng mà mặc được hàng thiết kế á, mặc mấy bộ này là đẹp lắm luôn á. Dáng em mặc hàng thiết kế không có đẹp, dáng em thật sự với cái chị luôn là dáng em mặc hàng thiết kế không có đẹp nha, không có được đẹp. Sọc trắng chị Duy Nguyễn lên số ký giùm em, chị Duy Nguyễn ơi lên số ký giúp em, hoặc hồi nãy em canh cho chị size mấy đó lên size giùm em luôn đi chị. Mã lạ size lớn nhất là size 2XL nha chị Ngọc Anh ơi, là size tầm khoảng 6 7 kg trở lại nha chị. Mã lạ size 2XL em chốt cho chị Ngọc Anh. Rồi chốt giúp giùm em mã này là mã sọc vàng, cái này em đang lên lại nè chị Phượng Hồng ơi, chị coi giùm em đi chị, đang lên lại đó, em đang mặc lại đó. Rồi lên giúp giùm em mã này mã sọc vàng cái chị. Giải nó mát lắm nha mấy chị, mặc mát nhẹ, co giãn tốt. Nó chị Nguyễn Phương là chị nãy em lấy đủ đủ đó. Mới 5 bộ hả? Ủa vậy hả? Chị Nguyễn Phương là khác nữa hả? À chị Nguyễn Phương là size L. Chị Nguyễn Phương là size L. Rồi em đang mặc bộ này là bộ sọc sọc vàng nha, cái chị đẹp nhà em sọc vàng. Rồi mã này cái chị lên giúp giùm em là mã kem cái chị. Mã kem. Chốt em mã kem đi các chị đẹp nhà em, mã kem kèm size giúp em mấy chị. Kem L em chốt cho chị Nguyễn Phương. Chị Nguyễn Phương ơi, bộ này chị Nguyễn Phương lấy đủ 7 họa tiết đi chị Nguyễn Phương. Đẹp lắm, bộ này đẹp nha chị. Chị nào mà có mà 50 kg mà mặc có hơi rộng tí xíu thì về vuốt hai bên vô giùm em nha các chị. Vuốt hai bên đây vô giùm em nè. Rồi đi lên giúp giùm em mã này là mã kem đi cái chị. Để ngắm ngắm cái coi. Ngắm bộ đồ 95.000. Chào đẹp quá mấy chị ơi. Cái chị đẹp nhà em chốt đi, rất là xinh luôn nè. Hàng thiết kế. Hàng này rồi nè. Hàng này cái mà nếu mà may cái chất liệu khác tí xíu thôi là lên 200 mấy bộ đó. 180 190 bộ đó mấy chị. Cái chị đẹp nhà em chốt đi. Rồi lên giúp giùm em là màu kem nha các chị, màu kem. Thun ma ti mỹ cái chị mặc là nó là rất là đẹp rồi. 95.000 một bộ á, chứ đẹp có 95.000 à, hàng 165.000.
Hàng em bán lẻ là giá 165, sỉ em nhập vô là đã 130 rồi. Em xả mẫu cho cái chị giá chỉ có 95.000 thôi nha. Giá 95.000 xả mẫu. Tại vì cái mẫu này á, là em bán chậm. Em bán chậm nha. Giá bộ này 165.000 bán khó mấy chị, giá hơi cao nha. Đây là bán bộ này. Dạ Diệu nghe ạ. Dạ. Rồi màu kem size L. Rồi em chốt cho chị. Rồi 4 bộ. Dạ rồi. Kem, một bộ kem size L này. Rồi màu này cái chị lên giúp giùm em là mã đẹp nha các chị. Bộ này lên giúp em mã đẹp. Rồi kem XL em chốt cho chị tiền trần. Không, cái này không thun AT Mỹ chứ không phải là thun Mỹ. Bộ này mà lên bằng thun Mỹ, em chưa có biết thun Mỹ là thun gì luôn mấy chị. Không biết thun Mỹ là thun gì nha. Nhưng mà nếu bộ này mà cái kiểu này luôn mà lên thun Mỹ là giá 220 hoặc là 240 một bộ. Còn cái này là thun AT Mỹ nha. AT Mỹ là cái chị mặc nó đã rất là mát rồi. Rất là mát và co giãn rất là đẹp rồi nha. Còn thun Mỹ là thun gì em không biết. Chưa biết cái thun Mỹ đó là thun gì luôn mà em nghe em thấy người ta bán là thun Mỹ là 240 một bộ đó. Lên cái kiểu như vậy nè, cũng hàng thiết kế vậy thôi hả? Chị chốt ở nãy giờ chị chốt, giờ chị mới điện đó. Ừ, nãy chị chốt hai bộ trên live rồi. Còn không thì ngày mai coi chị thiếu cái gì hay gì đó em gọi lại nha. Tổng cộng của chị là 4 bộ. Rồi mã này lên giúp em mã đẹp đi các chị, mã đẹp. 64 kg, cao 1m58, bộ này mặc size 2XL nha chị Lulu ơi. Kem size L em chốt cho chị Châu Thị Liên. Đẹp size L em chốt cho chị Hồng Tuấn. Chị Nguyễn Phương, của chị Nguyễn Phương ngày mai còn thiếu bộ nào nói mấy bạn bổ sung vô cho chị đủ luôn nha chị Nguyễn Phương ơi. Đừng có bỏ mẫu này uổng lắm, có 7 họa tiết là giá rất là yêu thương luôn. Mã này lên giúp em mã đẹp cái chị, mã đẹp. Bộ này em sỉ ra 130 mà em sale cho mấy chị, dám sale cho mấy chị giá còn 95.000 đó. Là em bán giá này là để cho hết lô đó mấy chị, hết lô ha. Em gom vốn và em về hàng khác cho mấy chị. Bán hàng là vậy đó mấy chị, bán hàng là lâu lâu cũng phải xả lỗ vậy đó. Chị mua đi, hàng đẹp mà xả lỗ luôn đó. Đẹp L em chốt cho chị Nguyễn Phương. Đẹp size XL em chốt cho chị Kim Loan Trần. Rồi mã này lên giúp em mã sọc trắng. Chốt em mã này mã sọc trắng. Chị Nguyễn Phương. Đẹp chị Nguyễn Phương ơi, có 95.000 à chứ, 95.000 bộ à. Mua về đi, mua về chị thấy ai sớm đó chị chia lại 110, 120, 120.000 bộ thôi. Quá đẹp luôn, nhận bộ đồ 95 về. Không ngờ luôn. Không ngờ bộ này nó có giá 95.000 luôn á mấy chị. Chỉ có hàng sale thôi ha, chỉ có hàng sale, sale xả mẫu nó mới có cái giá này thôi mấy chị. Rồi lên giúp em mã này mã sọc trắng nha cái chị đẹp nhà em. Chốt em mã sọc trắng, chất liệu vải là cái chị đẹp nhà em cứ yên tâm nha. Nè nó co giãn như vậy nè, co giãn 4 chiều giúp em luôn. Rồi lên giúp em mã sọc trắng đi cái chị đẹp nhà em. Chốt em mã sọc trắng cái chị. Sọc trắng 95.000. Phơm đẹp, giải đẹp chị. Nhưng mà em chưa có đủ duyên em bán hàng thiết kế. Với hàng thiết kế là hàng hàng thiết kế là cái chị phải về mẫu liên tục. Về mẫu liên tục luôn. À, em là em không đủ vốn để em về liên tục mẫu cho cái chị, tại mỗi một mẫu em về em được giá tốt cho cái chị là mỗi một lô em phải nhập về 400 500 bộ lận. Nha.
mà về một lô mà bán chậm cái là coi như là giống nó nằm đó hoài luôn, nên bây giờ mới xả mẫu rồi. Chốt giúp em ha, mã đẹp không có size S nha chị Trang, chị Trang Phan nha. Bộ này em chỉ bắt đầu từ size L, size L là 55 56 kg trở lại đó chị, em không có size S. Chị mua mẫu này về chị mặc, chị size nhỏ người thì chị chỉnh lại giùm em, chỉnh cái áo lại, tại em xả giá này là giá nó đã quá bèo luôn rồi. Sỉ nào lấy được thì cái chị cứ lấy ha, sỉ em không có giảm luôn. Màu đỏ này hết size rồi hả bé? Sọc đỏ này hết size L hả em? Rồi cái chị lên giúp em mã này, mã sọc đỏ cái chị, sọc đỏ cho chị. Bộ này nó bự quá. Này tới XL. Rồi chốt em mã sọc đỏ đi cái chị. Em chào chị Mỹ Hóa. Chưa may em xả thêm một lần nữa là hết rồi đó. Cái chị đẹp nhà em tranh thủ đi. Rất là đẹp luôn. Chị nào mà thích mặc hàng thiết kế thì cái chị lấy lô lấy mẫu này ha, rất là đẹp. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã đỏ, cái chị sọc đỏ. Chốt em mã này mã sọc đỏ nha. Rồi. Em có tầm khoảng 7 họa tiết cho cái chị đó. Size L 55 56 kg trở lại mặt vừa. Size XL là 60 kg và size 2XL là tầm khoảng 65 67 kg trở lại cái chị đẹp nha em ạ. Ok. Rồi, tiếp tục em lên lại cho mấy chị nha. Rồi, màu em đang mặc cái chị lên giúp giùm em là mã sọc nha cái chị, sọc đỏ. Rồi, màu này cái chị lên giúp giùm em là mã da nha. Mã da rất là đẹp luôn nè, cái bộ màu da này cái chị mặc lên trắng lắm. Màu da này em hết size L rồi, em còn từ size XL. Size XL là tầm khoảng 55 kg đến 60 62 kg cái chị đẹp nhảy mặc vừa đó. Đặc biệt là bộ này chị nào mà có cái bụng càng to cái chị mặc càng gọn. Nha, cái bụng càng to, bụng dạ trên đó chị nào mà có cái bụng dạ trên cho nên là thường cái chị bụng dạ dưới là thường từ cái gúng cho xuống cái chị to đúng không? À, có chị nào mà bụng dạ trên mà mình hơi to tí xíu là bộ này cái chị mặc ok, rất gọn luôn và rất đẹp nha. Sọc đỏ 57 kg cao bao nhiêu chị Mỹ Phượng ơi? Mã đẹp 52 kg. À chị Trang Phan là em không có chốt cho chị Trang Phan này, em không có size S. 57 kg cao bao nhiêu chị? 57 kg thì mặc nếu mà chị thích mặc ôm, chị gọn người thích mặc ôm thì có thể là lấy size L cũng được nha. Nếu mà chị trẻ thích mặc ôm gọn người, còn không thì lên size XL giùm em. Tại hàng em đã sale rồi các chị, về có rộng lên tí xíu thì các chị chỉnh lại giúp giùm em. 95 ngàn. Chất xịn sò luôn ha, hàng thiết kế. Sọc đỏ size XL em chốt cho chị Tuyền Trần. Sọc đỏ size L em chốt cho chị Nguyễn Phương. Rồi lên giúp giùm em màu này là màu kem các chị, màu kem. Chị mặc size số 3 là tương đương với size XL đó chị Nguyễn Phượng, lấy size XL đi chị. Sọc trắng với sọc đỏ size 2XL em chốt cho chị Lulu. Chị An An ơi, nếu mà chị đổi lại á, rồi ok em còn thì em đổi lại cho chị nha chị ơi. Ngày mai chị nói với mấy bạn xả hai bộ kia ra giùm em nha. Hai bộ sọc trắng và bộ sọc đỏ lấy size 2XL em chốt cho chị Bích Thanh Lê. Rồi bộ này cái chị đẹp chốt giúp giùm em là mã đẹp. Mã da, rồi mã này là mã đẹp. Hai cái này là họa tiết nó gần giống nhau nhưng mà nó phối khác nhau nha các chị. Một cái là phối với màu da, một cái phối với màu đen nha. Mã này là màu đen là mã đẹp, còn màu phối với màu da là lên giúp em mã da luôn. Sọc đỏ size XL em chốt cho chị Thuận Thị Khương. Size XL là size tầm khoảng 56 57 kg.
đến 61 kg cái chị đẹp nhà em, mặc dù ha 61 62 kg tùy chiều cao nha cái chị đẹp nhà em. Rồi tiếp tục lên giúp em mã này là mã sọc trắng, chốt em mã sọc trắng nha, sọc trắng. Chị Hội Vũ ơi, nếu mà bình thường chị mặc size số 5 là bộ này chị mặc vừa không chị? Nếu mà chị gọn chị mặc mới vừa nha, để thôi về mặc không vừa đó. Tại hàng em đã sale rồi cái chị, hàng sale rồi, hàng sale tới cái giá này luôn rồi là em không có hỗ trợ đổi trả về hàng chật nữa. Nên đó chị cân nhắc giùm em thử coi là mình mặc được hay không, rộng thì về mình bóp vô nó dễ rồi. Đó nên là cái chị đồng ý thì em chốt ha. Bộ em mặc là size 55-56kg đó chị. Bộ này size 50 trên 50kg mặc nó đẹp mấy chị. Còn nếu như mà cái chị 40 mấy dưới 50kg là về cái chị phải bóp ben vô ha. Sửa hai cái bên cái hông này là vô giùm em nè. May một đường xuống là cái áo của mình nó gọn, hoặc là cái chị nhấn thêm cái ben ở phía sau. Chị Mỹ Phượng ơi, chị Mỹ Phượng lấy rồi chị Hội Vũ ơi, chị Hội Vũ đừng có lên số điện thoại nữa. Chị Hội Vũ lên lại giúp dùm em cái mã của chị chốt đi kèm cái size. Ví dụ như chị lấy sọc vàng size 2XL thì chị để dùm em là size 2XL. Rồi ngày mai mấy bạn nhà em chốt đơn cho mình đó, chị xả cái bộ nào thì nói với bạn xả ra. Còn bây giờ em không có rút ra cho mình kịp nha, không có rút hàng ra được. Rồi chị Mỹ Phượng là chị Mỹ Phượng lấy bộ đỏ hả chị Mỹ Phượng ơi, hay là bộ đó chị? Bộ em đang mặc là bộ sọc đỏ, cái chị lên giúp dùm em là mã sọc đỏ. Còn chị nào muốn chốt cái gì mà đổi cái gì đó thì lên lại mã hàng giùm em luôn, lên chốt nhồi đơn lên rồi ngày mai xả ra nha, ngày mai chốt đơn rồi xả ra, xả mấy cái bộ kia ra. Rồi chị Bích Thanh Lê ơi, em hết cái bộ sọc trắng size 2XL rồi. Em chỉ còn bộ sọc đỏ cho chị thôi nha, chị chọn qua cái mã khác giúp em nha chị. Lên kèm size giúp giùm em chị Duy Nguyễn. Hồi nãy chị không có lên size nên là em chưa có chốt. Sọc trắng size XL em chốt cho chị Duy Nguyễn nè. Mã da size 2XL cho chị Hội Vũ. Rồi mã này lên giúp em mã sọc trắng nha. Mã sọc trắng. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã kem các chị. Mã này lên giúp em mã kem. Rất là đẹp luôn. Nói chung là mấy cái họa tiết này, họa tiết nào cũng đẹp hết. Các chị đẹp nhà em 95.000. Các chị lấy đủ hàng giúp em, đúng không? Đủ giúp em luôn đi. Giờ mình mặc. Mặc ở nhà thôi nó cũng sang nữa mấy chị. Mặc ở nhà thôi nó cũng sang, nó cũng mát nữa nha. Rồi chốt giúp giùm em mã này. Mã kem, một ngày mình mặc một bộ, một ngày mình mặc một màu nha. Alo, giờ dùm nghe ạ. Nếu Facebook của chị tên gì vậy chị? Phương Nga em. Chị Phương Nga hả? À rồi, à. Cái đơn của chị hồi chiều em nhắn tin đó đúng không? Rồi để có gì ngày mai em nhờ giao lại chị. Dạ dạ, rồi dạ. Rồi, ok dạ. Dạ dạ. Dạ anh L còn hả? Rồi chốt em mã này là mã kẻ vàng đi cái chị. Chốt em mã kẻ vàng, em đang mặc là sọc đỏ đó chị. Em đang mặc là bộ sọc đỏ đó chị Thanh Lê, nhìn đi chị. Nhìn thoải mái. Rồi lên giúp giùm em mã sọc vàng cái chị. Sọc đỏ size L em chốt cho chị Mỹ Phượng. Kèm size giúp giùm con đi báo cô Báo Ngô ơi, bây giờ đừng có đổi cái gì hết, cứ chốt nhồi lên giúp giùm con nha. Bây giờ không có rút ra được. Nó chồng vô một đống rồi, đâu có biết cái hàng của mình ở đâu đâu mà đổi. Bây giờ chốt nhồi lên giúp giùm con đi, rồi ngày mai muốn xả cái gì ra thì nói với mấy bạn chốt đơn, mấy bạn xả ra nha. Bây giờ rút ra hết được rồi, nguyên một cái đống đồ nó tùm lum hết trơn rồi. Kèm size theo giúp giùm em lô giùm con luôn. Rồi chốt giúp giùm em mã này mã sọc vàng. Các chị đẹp nha, mã sọc vàng.
Rồi mã này lên giúp giùm em là mã lạ đi các chị. Đơn này ngày mai bên em gọi điện chốt đơn, các chị có đơn nhớ để ý điện thoại giúp em nha các chị. Đơn gọi được em mới đi đơn, gọi không được em không đi đơn nha. Đơn này ngày mai em gọi em chết lại, tại vì mấy chị đổi tới đổi lui nó rất là nhiều, nên ngày mai em phải gọi em xác nhận đơn lại em mới đi đơn, không gửi luôn nha. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị, lên giúp em mã lạ. Sọc đỏ size 2XL cho cô Báo Ngô. Chị Trang Phan ơi, nãy giờ em tư vấn cho mình rồi đó chị, 52kg mặc thì nó sẽ hơi thoải mái tí xíu đó chị nha. Chị đòi lấy size S thì em nghĩ là chị gọn người. Nếu mà gọn người thì mặc bộ này á, là có thể là nó sẽ hơi thoải mái tí xíu, thì về chị sửa lại giùm em. Nhấn ben vô hoặc là mình vuốt hai bên cái vần hông vô nè. Tại vì bộ này em đã xả giá rất là mềm cho các chị rồi nha. Đó là em không có hỗ trợ đổi trả về cái vấn đề chật gọng, trừ khi là hàng lỗi thì em hỗ trợ cho mình đổi trả. Chị Mỹ Phượng ơi, chị bao nhiêu ký? 57kg hả? 57kg là size XL. Chị Mỹ Phượng là size XL nha em. Sọc đỏ size 2XL, anh chốt cho chị ký ức vui vẻ. Ok chị Tuyền Ngọc nha, đơn của chị Tuyền Ngọc thì em xác nhận đơn với chị rồi là 4 bộ đó là em sẽ gửi cho chị nha. Ok chị. Có gì mấy bạn nhà em sẽ gửi bill qua cho mình nha chị. Ví dụ như có cái đơn hàng mà em chưa có chốt được hay là như thế nào đó thì có gì em nhắn tin rồi chị về chị check giùm em. Rồi em dơ lại một lần nữa nha các chị, xong rồi em sẽ offline nha. Bữa nay em up sớm nha mấy chị, 8 giờ mấy rồi. Có gì trưa mai em lên tiếp cho mấy chị. Rồi em dơ lại một lần nữa nha, đứng lên cho các chị xem form một cái nha các chị đẹp nhà em. Mấy cái họa tiết này họa tiết nào cũng đẹp hết đó các chị. Các chị cứ thích màu nào các chị chọn màu đó đi. Màu sáng mình lấy màu sáng, màu tối thì nó có chị nào thích màu chầm chầm tí xíu thì lấy sọc đỏ. Rồi em dơ màu lên cho các chị nha. Bộ em đang mặc là mã sọc đỏ, bộ này các chị lên giúp giùm em là mã lạ. Họa tiết nhiều khi em dơ lên các chị thấy nó không đẹp, nhưng mà mặc vô trong người thì nó mới đẹp. Chốt giúp giùm em là mã lạ. Ví dụ như mấy bữa trước em bán cho mấy chị nè, em dơ cái mã lạ này lên hoài luôn, không ai chốt chứ. Nhưng mặc vô mấy chị mới chốt. Cái kẻ vàng cũng vậy nữa. Kẻ vàng dơ lên mấy chị thấy màu nó sáng nó nổi quá hay sao mấy chị không dám chốt, mà khi mặc vô trong người mấy chị mới chốt nha, nó đẹp. Cái họa tiết này dễ mặc lắm. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã lạ nha các chị, mã lạ. Sọc đỏ size L em chốt cho chị Thanh Nguyễn. Chị Lý Võ lên giúp giùm em chiều cao cân nặng đi chị. Bộ này em bắt đầu từ size L trở lên nha. Bộ này là size 50 trên 50kg. Các chị mặc nó sẽ đẹp. Size L là size 55-56kg trở lại mặc vừa. Bộ này là dành cho những chị nào mà mặc đẹp các chị biết không? Những chị nào mà cái người trên cái chị to, bụng bự, bụng nhiều, bụng nhiều, ngực nhiều. Và chân của cái chị thường là chân nhỏ đó, hoặc là cái mông của mình họ nhỏ, không có mông, không có to nhiều á, là mấy bộ này là những chị đó mặc sẽ rất là đẹp. Chị nào mà bị cái phần trên to là cái chị mặc mấy cái bộ này là ok, dáng rất là đẹp. Còn chị nào mà ở trên nhỏ người giống như em này, về phải chỉnh cái áo lại tí xíu nha, nhấn cái ben vô hoặc là vuốt hai bên cái đường may hai bên hông nè cho cái áo nó gọn lại. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc vàng nha, chốt em mã sọc vàng. Hàng thiết kế thường là cái chị phải chịu khó cái chị chỉnh lại giùm em, tại vì hàng thiết kế là người ta thiết kế cho người mẫu á chị, cho người mẫu mặc á. Còn chị em mình nhiều khi dáng chưa có được chuẩn như người mẫu thì về muốn đẹp thì phải chỉnh sửa lại tí xíu nha. Dạ ok. À chị Mỹ Phượng mua rồi hả? Mua rồi vậy chị mặc size nào vừa? Chốt size đó giùm em đi chị. Hình như bữa em chốt cho chị size 3 đó. Ủa là size L, size XL đó. Rồi mã này mã sọc vàng nha. Mã này lên giúp giùm em là mã. Mã này lên giúp em mã da nha các chị, mã da. 53kg lấy size L nha chị Ly Võ ơi, size L là size nhỏ nhất rồi nha chị. Sọc đỏ size L cho chị Ly Võ.
sọc vàng size 2XL anh chốt cho chị Lulu. Rồi bộ này lên giúp giùm em là mã đẹp cái chị. Chốt em mã đẹp. Chốt em mã đẹp nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã sọc trắng. Bộ này hôm bữa mấy chị mua tới 165.000, bữa nay em xả đó cái chị, đẹp nhà em, tranh thủ chốt đi, xả mẫu. Lên giúp em mã này mã sọc trắng, em đang mặc là sọc đỏ, 95.000 một bộ chị không có nghe nhầm đâu chị ơi. Rồi mã da size 2XL cho chị Vi Huỳnh. Sọc vàng size 2XL hết hả em? Rồi của chị nào vậy? Chị Lulu ơi, sọc vàng size 2XL em hết rồi. Sọc vàng size 2XL em hết. Ngày mai chị nói với mấy bạn chốt đơn á, chị hỏi mấy bạn chốt đơn coi là khách có đổi qua cái gì. Hồi nãy em nhớ có anh chị đổi qua đó. Có thì mấy bạn nhà em chốt cho nha chị, còn hiện tại giờ em hết nha. Có mấy bạn nhà em chốt cho. Rồi chốt giúp giùm em bộ này nha các chị, mã sọc đen. Sọc đen, sọc trắng gì cũng được, sọc trắng, sọc đen gì cũng ok nha. Mã đẹp size 2XL em chốt cho chị Bích Thanh Lê. Hàng này là không có bao đọ hàng chật với hàng rộng nha các chị. Về các chị chỉnh lại giùm em nha. Nhưng mà hàng này chắc các chị mặc không có chật đâu, em canh cho mấy chị 67kg trở lại là các chị mặc ok đó. Chốt vải nó giãn nhiều lắm. Nè. Giãn 4 chiều luôn. Thoải mái. Rộng á thì các chị chịu khó các chị chỉnh cái áo lại giùm em tí xíu nha. Rồi lên giúp giùm em mã này là mã kẻ vàng. Chốt em mã kẻ vàng. Rồi mã này lên giúp giùm em là mã kem. Rồi em có tổng cộng là 7 họa tiết cho các chị nha. 7 họa tiết lên giúp em mã kem các chị, mã kem. 95.000 các chị đẹp nhà em ơi, lô này em bán là em lỗ gần cả chục triệu đó. Các chị đẹp nhà em chốt đi, tranh thủ chốt đi, hàng đẹp. Hàng này của em chứ không phải hàng của ai hết nha mấy chị, hàng thiết kế của em. Em đặt lò, em đặt xưởng đó. Xưởng này mai đẹp nha các chị, xưởng này là làm chất liệu vải đâu là các chị yên tâm nha. Form dáng là đẹp nhưng mà tại vì em chưa đủ duyên để em bán cái hàng này nhiều nên là đợt này em xả mẫu cho các chị. Phải bán trải qua một lần coi em biết là em hợp với cái hàng nào để mai mốt em sẽ tập trung những cái hàng đó cho các chị nha. Vàng size L em chốt cho chị Châu Thị Liên. Ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn đi chị. Chị Châu Thị Liên ơi, chị lấy bộ kẻ vàng hay là sọc vàng chị? Kẻ vàng hay là sọc vàng ạ? Bộ này lên giúp giùm em là sọc vàng nè. Còn bộ này là kẻ vàng. Chị lên bộ nào lên giúp em nha. Lấy bộ nào lên lại giúp em. Lên kỹ cái mẫu, tại vàng em có tới 2 ấy là. Em đang mặc là sọc đỏ. Rồi, em offline ở đây luôn nha các chị. Đơn này ngày mai các bạn nhà em sẽ gọi điện chốt đơn cho mình nha. Các chị nhớ để ý điện thoại giúp giùm em. Hàng em gọi được là em đi đơn, còn không được là em xả ra là chưa em like lại đó. Là mấy chị muốn lấy lại là nhiều khi nó không có còn hàng nha các chị đẹp nha em. Chị Châu Thị Liên là lấy kẻ vàng em. Sọc đỏ size XL, size 2XL cho chị Vi Huỳnh. À, sọc đỏ size 2XL hết rồi chị Vi Huỳnh ơi, ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn. Ngày mai hỏi mấy bạn chốt đơn còn sọc đỏ mấy bạn nhà em lấy cho. Còn hiện tại bây giờ ở đây em hết nha chị, hết size 2XL. Size L là tầm khoảng 55-56kg. Size 2XL là tầm khoảng 60-61kg trở lại. Ủa quên, size XL là tầm khoảng 60-61kg trở lại thôi. Và size 2XL là dành cho chị nào tầm khoảng 65-67kg nha. Rồi em offline ở đây nha các chị. Em cảm ơn các chị đẹp nhà em rất là nhiều. Bye bye các chị.